Giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần ba la mã của bài số 17. Thấy phần ba la mã này thì nói về những cái cơ hội cũng như những cái rủi ro có liên quan tới ESG. Đấy, thì ESG thì buổi trước có nói đến nhiều rồi. Đấy, cái vấn đề liên quan tới môi trường này, xã hội với cả quản trị. Đấy, thì phần đầu tiên ở cái phần ba la mã này thì họ nói tới hai cái khái niệm quan trọng mà cần phải cân nhắc tới. Đấy là materiality với cả investment horizon. Thì mình nói qua một chút về hai khái niệm này. Đấy, thứ nhất là về khái niệm materiality. Đấy, thì materiality học ở môn FRA level 1 chắc người vẫn nhớ là nói về cái tính trọng yếu của một thứ ấy, của một cái thông tin nào đó ấy. Đấy, thì ở đây thì materiality thì nói tới những cái vấn đề ESG mà nó có tính trọng yếu cao ấy, nó quan trọng ấy. Đấy, nó được kỳ vọng là sẽ ảnh hưởng tới cái việc vận hành hoạt động của một công ty này, hay là ảnh hưởng tới kết quả tài chính, hay là về việc định giá những cái loại chứng khoán mà công ty đó phát hành ra. Đấy, cái khái niệm đầu tiên là materiality. Khái niệm thứ hai thì là investment horizon. Đấy, thì ở đây thì những cái yếu tố về ESG nó cũng chia ra làm hai nhóm. Một là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái kết quả hoạt động của công ty về ngắn hạn, short term này. Đấy. Và thứ hai là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng dài hạn ấy, là long term. Đấy. Thì sau khi mà giới thiệu qua về hai khái niệm này rồi, đấy, thì cái kết luận ở đây được đưa ra ấy, đấy là khi mà đánh giá và cân nhắc những cái yếu tố về ESG ấy, thì các công ty đấy, hay là ở đây thì dưới góc nhìn của nhà phân tích ấy, thì mình sẽ phải cân nhắc tới hai vấn đề. Thứ nhất là cái những cái yếu tố đấy nó có mang tính trọng yếu cao hay không ấy, thì nó có ảnh hưởng tới việc định giá công ty hay là kết quả tài chính hay là vận hành hay không. Đấy, và mình chỉ nên cân nhắc những cái yếu tố nào mà có tính trọng yếu cao thôi. Đấy, và thứ hai đấy là về cái horizon. Đấy, thì tùy thuộc vào cái việc là mình đang phân tích dài hạn hay ngắn hạn ấy, cái quãng thời gian mà mình đầu tư vào công ty này là dài hay ngắn ấy, thì tương ứng là mình cũng sẽ chỉ nên cân nhắc tới những cái yếu tố ESG mà nó dài hạn hoặc là ngắn hạn tương ứng thôi. Đấy, thì đấy là phần đầu tiên này. Phần thứ hai thì họ nói tới những cái vấn đề về ESG mà nó có liên quan tới cái công ty mình đang phân tích ấy, hay là cái ngành mình đang phân tích ấy. Thì làm thế nào để mà xác định được là những cái yếu tố ESG nào là có liên quan. Đấy, thì ý thứ nhất này là họ có đưa ra nhận xét như sau. Đấy, thì ESG là nói về ba thứ đúng không, là đấy là môi trường, xã hội với các quản trị. Đấy, thì về mặt quản trị thì những cái vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp thì thường là khá là giống nhau giữa các công ty. Đấy, các công ty đều sẽ quan tâm tới những cái vấn đề tương tự nhau, như kiểu là cổ đông hay là hội đồng quản trị, mối quan hệ mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên, vân vân. Đấy, nhưng mà trái lại thì hai cái yếu tố còn lại là xã hội và môi trường thì giữa các công ty khác nhau thì những cái vấn đề này nó cũng khác nhau khá là nhiều. Đấy, nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai là họ nêu ra là thường ý, thì các nhà phân tích ý, thì họ sẽ sử dụng ba nguồn thông tin chính như sau để mà họ xác định xem là những cái yếu tố ESG nào là liên quan tới một công ty hay là một cái ngành. Đấy, thì cái nguồn thông tin thứ nhất mà họ sử dụng ý, thì gọi là proprietary research. Đấy, thì proprietary research thì dịch ra thì nó có nghĩa là những cái nghiên cứu mà mang tính độc quyền ý. Đấy, thì độc quyền ở đây ý, có nghĩa là những cái nhà phân tích ý, họ sẽ dùng những cái đánh giá của chính họ này kết hợp với những cái công cụ mà họ có ý, thì những cái công cụ độc quyền của họ hoặc là những công cụ của công ty của họ ý, để mà họ coi như là phân tích các nguồn thông tin khác nhau, để mà từ những cái nguồn thông tin mà họ phân tích đó thì họ lọc ra được là những cái tiêu chí ESG nào là có liên quan ý, là trọng yếu ý. Thì đấy là cái nguồn thứ nhất, đấy là những người phân tích là họ tự nghiên cứu, họ tự dùng công cụ của họ để họ tìm hiểu. Cái nguồn thông tin thứ hai đấy là sẽ sử dụng hay là mua thông tin từ các cái bọn cung cấp thông tin về ESG. Đấy. Thì những cái thông tin mình có thể mua thì là những cái thông tin về rating, là về đánh giá xếp hạng này, hay là analysis là các cái bản phân tích.
Nguồn thông tin thứ ba ấy, là có thể là sử dụng những cái nghiên cứu từ những cái tổ chức hoặc những cái nhóm phi lợi nhuận. Đấy. Đấy, thì phần này thì cũng từng có một số những câu hỏi họ đưa ra một cái trường hợp cụ thể, đấy là cái người xem bài thì họ sử dụng cái nguồn thông tin này. Đấy, và họ yêu cầu mình phải phân loại xem là cái nguồn thông tin đấy nó là thuộc cái dạng nào trong ba dạng này. Đấy, thì mỗi cần phải biết là định nghĩa của ba nguồn thông tin này nó khác nhau như thế nào để mà trả lời được. Sang phần thứ ba, phần này họ có một chút so sánh về cái việc phân tích equity với cả fixed income. Đấy, thứ nhất là về phân tích về equity. Đấy, thì cái việc mà tích hợp những cái yếu tố ESG vào việc phân tích equity, đấy, thì thường là sẽ gồm cả hai yếu tố, đấy là xác định những cái cơ hội và tiềm năng này, và đồng thời thì cũng sẽ là tìm cách giảm thiểu rủi ro ấy. Thì đấy là về equity. Còn đối với fixed income ấy, thì cái việc phân tích cái việc tích hợp những cái yếu tố ESG và việc phân tích fixed income ấy, thì thường là sẽ chỉ tập trung vào việc là giảm thiểu rủi ro thôi. Nếu có thể đưa ra một kết luận chung là về equity ấy, thì họ sẽ tập trung cả về upside với cả downside. Đấy, nhưng mà về fixed income thì chủ yếu là họ sẽ quan tâm về cái downside và cái rủi ro thôi. Sang đến phần 4 này. Phần 4 thì mình có nêu ra là hai cái khái niệm liên quan tới ESG mà trong sách nhắc tới. Đấy, và cũng có câu hỏi họ hỏi tới. Đấy, khái niệm thứ nhất thì được gọi là stranded assets. Stranded assets là nói tới những cái tài sản của một công ty mà nó bị mất giá ấy, nó bị lỗi thời, nó không còn phù hợp để mà sử dụng nữa. Đấy, thì những cái tài sản này nó bị như thế thì thường là do những cái sự thay đổi của pháp luật hay là của những cái chính sách của chính phủ ấy. Đấy, hoặc là cũng có thể là do cái sự thay đổi về nhu cầu của thị trường. Khái niệm thứ hai cần phải biết thì được gọi là green bonds. Thì green bonds là những cái bond mà được phát hành ra để mà có tiền phục vụ cho những cái dự án hoặc là một nhóm những cái dự án mà đem lại lợi ích cho môi trường với cả khí hậu. Đấy, thì phần này thì ở trong curriculum họ có nói khá là kỹ về green bond để có một cái ví dụ. Thì ở đây thì cái file ví dụ mà mình cũng có share lên drive cho mọi người ấy, thì có một cái ví dụ duy nhất của bài số 17 là ví dụ nêu ra những cái đặc điểm của green bond ấy. Đấy, thì cái ví dụ này nhá, thì thôi trên lớp thì mình sẽ bỏ qua, mình sẽ không nói tới nữa. Tại vì nó không quá là quan trọng ấy. Đấy, thì mình khuyến khích mọi người là về nhà thì nên tự đọc qua cái ví dụ này một lần. Thì nó rất là dễ hiểu thôi. Và mình nghĩ là nó cũng cần thiết, mà cũng cần thiết là phải biết đi, bởi vì là cũng có một vài câu hỏi ở cuối reading là họ có hỏi tới đặc điểm của green bond ấy. Em phải đọc cái phần này thì mới biết được. Đấy nhá, cái phần đấy thì ở trên lớp mình sẽ tạm bỏ qua. Bây giờ quay lại phần lý thuyết này. Và sang đến phần thứ 5. Cái phần thứ 5 họ nêu ra là có 3 bước để mà một cái người phân tích ấy, họ tích hợp những cái yếu tố ESG và việc phân tích. Cái bước thứ nhất là sẽ phải xác định những cái yếu tố ESG, để kể cả những yếu tố định tính hay là định lượng ấy mà liên quan tới cái công ty mình đang phân tích hoặc là cái ngành mà mình đang phân tích. Cái thứ hai là đánh giá những cái yếu tố này, kể cả là ở trong cái thời điểm trong quá khứ hay là dự phóng cho tương lai ấy. Và ngoài ra thì cũng cần phải đánh giá những cái yếu tố này khi mà so sánh với những công ty đối thủ khác. Và cái bước thứ ba là sau khi mà đã đánh giá xong ấy, thì sẽ phải thực hiện một số những cái điều chỉnh vào cái báo cáo tài chính cũng như là việc định giá các loại chứng khoán của công ty mình đang phân tích ấy. Để lưu ý là đây cái góc nhìn của mình là cái người phân tích ấy, cho nên là mình có thể là thực hiện những cái điều chỉnh tăng giảm và báo cáo tài chính để thể hiện cái view của mình ý. Đấy, chứ không phải là những cái điều chỉnh này nó là những cái điều chỉnh về mặt kế toán nhá. Đấy, mà nó chỉ đơn giản là điều chỉnh của cái người phân tích thôi. Đấy, thì phần cuối cùng bài này là phần 6 ấy, thì nó có nêu ra là một số những cái điều chỉnh thường được thực hiện bởi những cái nhà phân tích. Đấy, điều chỉnh thì đầu tiên là quan tâm tới hai cái báo cáo là income statement với cả cash flow statement.
Đấy, họ bảo là điều chỉnh thì cũng có thể điều chỉnh những cái thứ khác nhau ở trong hai báo cáo này. Có thể là điều chỉnh về revenue này, hay là operating, non-operating costs, operating margin, earnings, hay là capex, vân vân. Đấy, họ chỉ nói chung chung như vậy thôi, không đi cụ thể vào. Cái thứ hai là điều chỉnh ở trên cái balance sheet. Đấy, thì ở trên balance sheet thì họ bảo là thường sẽ điều chỉnh ở cái phần gọi là impairment loss của những cái tài sản dài hạn ấy. Đấy, nếu như mình thấy là những cái, có những cái yếu tố ESG mà tính tiêu cực chẳng hạn, nó thể hiện lên là về dài hạn thì cái tài sản này nó sẽ không có nhiều giá trị. Đấy, ví dụ như là cái phần stranded assets mà mình nói phía trên. Đấy, thì khi đấy thì họ sẽ phải điều chỉnh cái phần impairment loss để phản ánh lên những cái vấn đề tiêu cực đó. Ý thứ ba là về việc định giá này. Đấy, đối với equity thì thường là họ sẽ điều chỉnh trong cái việc định giá equity bằng cách là điều chỉnh cái chi phí vốn, cái cost of capital. Nếu mà điều chỉnh chi phí vốn có nghĩa là sẽ mình sẽ điều chỉnh cái lãi suất dùng để chiết khấu dòng tiền ấy. Thế ngoài ra thì có thể điều chỉnh những cái chỉ số multiple chẳng hạn, tức là điều chỉnh cái P ratio dùng để định giá, hay là cái PB ratio là price to book value. Đấy, những cái multiple như vậy dùng để định giá thì có thể là cần phải điều chỉnh, hoặc là cũng có thể điều chỉnh cái terminal value. Thì terminal value là nói tới cái giá trị mà mình dự phóng cho một công ty ở một cái thời điểm trong tương lai, và cái thời điểm đấy nó là cái thời điểm cuối cùng trong cái quãng thời gian mình dự phóng ấy. Đấy, có nghĩa là ví dụ là cái horizon của mình nó là 10 năm chẳng hạn. Đấy, mình dự định là đầu tư trong vòng 10 năm thì mình cái terminal value nó sẽ là cái giá trị dự phóng cho công ty đấy ở cuối năm thứ 10. Tất cả những cái khái niệm này là về cái discount rate, về những cái multiples, hay là về terminal value, thì sang về môn equity thì nó sẽ học kỹ hơn nhé. Tại ở môn này thì không cần phải quan tâm đến cái đấy. Đến kỳ thứ tư thì điều chỉnh về việc định giá bond. Đấy, thì đối với bond thì thường họ sẽ điều chỉnh vào cái credit spread của những cái bond ấy. Những cái yếu tố ESG mà nó mang tính tích cực thì nó sẽ mình sẽ điều chỉnh giảm cái spread đi và khiến cho giá cái bond nó tăng lên. Ngược lại, những cái yếu tố ESG mà nó lại mang tính tiêu cực thì sẽ mình sẽ điều chỉnh tăng cái spread lên và nó khiến cho giá cái bond nó giảm đi. Rồi nhớ, giờ thì mình sẽ sang tới bài số 18 này. Bài số 18 thì là học về những cái giao dịch mua bán và sáp nhập M&A. Thì bài này thì họ không đi quá là sâu vào những cái khái niệm hay là những cái phần tính toán phức tạp đâu. Đấy, bài này thì theo như mình thấy thì mục tiêu của họ là họ muốn giới thiệu qua thôi. Đấy, để mọi người biết một số cái định nghĩa cơ bản này. Đấy, một số cái phần kiến thức coi như là nền ý, để mà có thể học được kỹ hơn ở những môn khác ở level sau. Đấy, nên bài này nhá, mặc dù là nó có một số thứ tương đối mới nhưng mà nó không quá là khó nhớ. Đấy, và cũng không, bài tập cũng không quá là khó để làm ý. Nên mình nghĩ là chắc là mọi người sẽ thấy nó ok thôi. Thì về phần đầu tiên là nói về định nghĩa này, một số định nghĩa và cách phân loại. Thì định nghĩa ở đây nhá, thì trước hết là về khái niệm M&A. Đấy, thì M thì là mergers, còn A thì là acquisition. Thì bây giờ họ đi vào cụ thể hơn một chút để họ định nghĩa, họ có như họ giới thiệu lại hai cái định nghĩa này nghĩa là gì. Thì acquisition cụ thể thì là nói tới việc là một công ty mua một phần của công ty khác. Đấy, thì cái việc mua ở đây có nghĩa là hoặc là có thể là mua tài sản này, hoặc là mua một cái phân khúc, một cái bộ phận của công ty kia. Đấy, hoặc là có thể là mua lại toàn bộ công ty kia. Đấy, thì đấy là acquisition. Còn cái khái niệm thứ hai là merger. Thì merger là nói tới cái việc là hai công ty sẽ sáp nhập lại với nhau, sẽ ghép vào với nhau. Đấy, và sau khi mà ghép vào với nhau xong ấy, thì sẽ chỉ còn một công ty duy nhất tồn tại thôi. Thì đến phần tiếp theo thì họ đi vào
phân loại những cái giao dịch xác nhận là mergers. Đấy, thì phân loại thì sẽ có hai kiểu phân loại. Kiểu thứ nhất là phân loại dựa trên việc là cái cách thức mà hai công ty sáp nhập vào với nhau là như thế nào. Cái kiểu phân loại thứ hai ấy, đấy là phân loại dựa trên cái mức độ liên quan về cái hoạt động kinh doanh của hai công ty đó. Khi mà đi vào cái cách phân loại thứ nhất này, là về cái cách thức mà hai công ty sáp nhập với nhau ấy. Thì ở đây thì họ phân ra làm ba loại. Loại thứ nhất ấy, thì gọi là statutory merger. Ở cái kiểu này ấy, thì cái target là cái công ty mà mục tiêu sắp bị mua ấy, nó sẽ được ghép vào với cả thằng acquirer là công ty đi mua hay là công ty mà thâu tóm ấy. Đấy, thì bây giờ đấy, họ đưa ra hai khái niệm là acquirer này với cả target. Thì acquirer thì là cái công ty thâu tóm nhá, công ty mà có ý định mua. Target là công ty mục tiêu, là công ty mà được cái bên acquirer muốn mua ấy. Đấy, thế là từ giờ đến hết cái bài hôm nay ấy, là cái bài số 18 ấy. Đấy thì họ sẽ nhắc rất là nhiều tới hai khái niệm này. Thì ở đây ở cái dạng merger thứ nhất ấy, là statutory merger ấy, họ bảo là cái công ty mục tiêu ấy, là bị ghép vào với các cái công ty thâu tóm. Thì điều đấy nhá, ví dụ này, giả sử là cái bên thâu tóm là acquirer ấy, thì gọi là A, còn cái bên target thì gọi là B. Đấy thì statutory merger là kiểu thứ nhất. Khi đó thì nếu mà A mà ghép vào với B ấy, thì cái công ty còn lại nó sẽ là công ty A. Có là cái thằng target nó sẽ biến mất, nó sẽ được nhập chung, ghép chung vào với thằng A là thằng acquirer, và còn lại nó chỉ là cái thằng A thôi. Cái kiểu thứ hai thì được gọi là subsidiary merger. Đấy, ở cái kiểu này thì cái công ty mục tiêu nó sẽ trở thành một công ty con của công ty thâu tóm. Đấy, có là bây giờ A mà kết hợp với B ấy, thì sau đây nó vẫn sẽ là A với B. Đấy, nhưng mà A với B nó là cái mô hình công ty mẹ và công ty con ấy. Đấy, và đến kiểu thứ ba thì là consolidation. Đấy, kiểu này thì A kết hợp với B thì sẽ ghép chung vào với nhau, nhưng mà tạo thành một công ty mới là công ty C. Đấy, cả A và B sẽ không tồn tại nữa. Được, thì đấy là về phân loại dựa trên cái cách thức mà hai công ty sáp nhập vào với nhau. Đấy, còn cách phân loại thứ hai thì là phân loại dựa trên cái sự liên quan về cái hoạt động kinh doanh của hai công ty. Đấy, thì ở cái kiểu phân loại thứ hai này thì cũng được chia ra làm ba nhóm. Cái kiểu thứ nhất thì được gọi là horizontal merger, tức là gọi là sáp nhập theo chiều ngang. Sáp nhập theo chiều ngang có nghĩa là hai công ty mà sáp nhập với nhau thì có cùng cái hoạt động kinh doanh với nhau, thường là những công ty đối thủ của nhau. Kiểu sáp nhập thứ hai thì được gọi là vertical merger, có nghĩa là sáp nhập theo chiều dọc. Sáp nhập theo chiều dọc có nghĩa là hai công ty mà sáp nhập với nhau ấy, là cùng nằm trong một cái chuỗi sản xuất nhất định. Đấy, thì ví dụ nhá, the vertical merger họ lại chia ra làm hai loại nhỏ hơn. Một cái thì được gọi là backward integration. Một cái thì được gọi là forward integration. Thì backward integration ấy, thì cái công ty mục tiêu ấy, nó sẽ là cái bên cung cấp hàng và supplier cho cái thằng acquirer là cái công ty thâu tóm. Còn forward integration thì cái thằng target nó sẽ là cái thằng khách hàng của
cái công ty thâu tóm là thằng acquirer. Thế thì cái này để mọi người nhớ được ấy, thì mọi người cứ nhìn vào hai chữ là backward với cả forward thôi. Đấy, thì bây giờ góc nhìn của mình là góc nhìn của thằng acquirer nhá. Đấy, nếu mà mình là thằng acquirer ấy, thì mình mua cái thằng mà nằm trước mình ở trong cái chuỗi sản xuất ấy, là thằng supplier. Mình lại mua cái thằng ở trước mình, có nghĩa là mình sẽ integrate một cách là ngược lại ấy, là backward đi với cái thằng phía trước ấy. Đấy. Còn ở trường thứ hai thì là forward, là có thể là có thể hiểu là bây giờ thì mình muốn ghép vào với cái thằng đằng sau mình, tiếp theo mình trong cái chuỗi sản xuất ấy, thì nó sẽ là cái thằng khách hàng của mình. Đấy, thì cả hai kiểu này, kể là backward hay là forward, thì nó cũng đều là gọi là sáp nhập theo chiều dọc ấy. Để hai công ty thì đều nằm trong một cái chuỗi sản xuất hay là cái chuỗi giá trị. Đấy, còn một cái kiểu thứ ba thì được gọi là conglomerate mergers. Kiểu này thì hai công ty mà sáp nhập vào với nhau ấy, thì cái hoạt động kinh doanh của họ là không có liên quan tới nhau ấy. Đấy, thì cái từ conglomerate này thì dịch ra thì họ gọi là tập đoàn. Đấy, thì tập đoàn ở đây thì nghe cũng khá là chung chung ấy. Đấy, nhưng mà ở cái bối cảnh này nhá, thì có thể hiểu ấy, là cái từ tập đoàn conglomerate ở đây có nghĩa là nó là một công ty rất là to, của công ty mẹ và những công ty con. Nhưng mà những cái công ty con thì nó sẽ hoạt động những cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Rồi, bây giờ sang đến phần 2 La Mã này. Phần 2 La Mã thì nói về những cái động cơ đằng sau những cái giao dịch M&A. Thì cái phần này nhá, thực ra nó không quá là quan trọng. Đấy. Tại vì là thứ nhất là mình thấy là họ cũng chẳng, gần như chẳng có bao giờ câu hỏi hỏi vào phần này. Đấy. Và nếu họ có hỏi vào ấy, thì thường là họ sẽ chỉ hỏi vào một đến hai vấn đề nhất định. Đấy, mà tí nữa mình sẽ nói kỹ vào. Đấy. Nhưng mà ngoài những cái vấn đề đấy ra ấy, thì nhìn chung là cái phần 2 La Mã này thì họ cũng chỉ đưa ra, mình nghĩ là với mục đích là để giới thiệu ấy, để mọi người biết qua qua như thế thôi, chứ mọi người không cần thiết là phải học thuộc hay là ghi nhớ gì nhiều ở cái phần này. Đấy, và bởi vì là không quá quan trọng như vậy nên là mình sẽ điểm nhanh qua phần này thôi nhá. Đấy, để cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người ấy. Thế nếu mà mọi người muốn biết kỹ hơn thì có thể là để về đọc thêm trong sách một chút đấy. Đấy, thì họ liệt kê ra một số những cái động cơ đằng sau những cái giao dịch M&A này. Đấy. Thứ nhất là để đạt được những cái giá trị cộng hưởng, gọi là synergy. Đấy. Thì synergy ở đây hay còn gọi là giá trị cộng hưởng ấy, là nói tới cái việc là khi mà hai công ty ghép vào với nhau ấy, thì cái công ty mới giá trị của nó sẽ lớn hơn là tổng giá trị của hai công ty đó cộng vào trước khi giao dịch xảy ra. Đấy, thế ví dụ là bây giờ A mà ghép vào với B thì nó sẽ ra là công ty C chẳng hạn. Đấy, nhưng mà giá trị của C thì lớn hơn là giá trị của A và B cộng lại. Đấy, thế hai bên nó có cái sự tương thích nhất định với nhau, nó tạo ra cái giá trị cộng hưởng, để có nghĩa là cái tổng thể nó lớn hơn là giá trị của những cái thành phần ấy. Cái động cơ thứ hai là để đạt được tăng trưởng cho công ty này. Thứ ba là để gia tăng thị phần của công ty này. Thứ tư là để đạt được những cái nguồn tài nguyên cũng như là cái giá trị đặc thù nhất định. Tiếp theo là diversification, là để nhận được những cái lợi ích của việc đa dạng hóa này. Đấy. Xong rồi là làm tăng lợi nhuận của công ty lên này. Đấy. Hoặc là phục vụ cho một số những cái lợi ích động cơ cá nhân của bên quản lý. Đấy. Ví dụ giả sử là quản lý lãnh đạo của công ty đó, thì những cái chế độ lương thưởng của họ thì lại phụ thuộc vào cái quy mô của công ty đấy chẳng hạn. Cái quy mô càng lớn thì cái chế độ lương thưởng càng tốt. Đấy, thì họ cũng có động cơ để mà họ thực hiện những cái giao dịch M&A. Đấy, hay là có một số những cái lợi ích nhất định về thuế từ những cái giao dịch M&A. Đấy, những cái vấn đề về thuế thì thôi mình sẽ không đi sâu vào nhá. Cái trong sách nào cũng có nói qua qua nhưng mà nhìn chung là không quan trọng, để có thể bỏ qua. Đấy, hay là có thể là đạt được một số những cái giá trị ngầm ấy, hoặc là hidden value. Đấy, thì phần này họ cũng chỉ nói qua khá là chung chung như vậy thôi. Nếu mà cần biết thì đọc thêm ở trong sách.
Thế ngoài ra thì họ cũng có nói tới cái việc là những cái giao dịch M&A với những công ty ở nước ngoài, đấy, gọi là cross-border mergers. Đấy, thì những cái hoạt động M&A đối với những công ty ở nước ngoài ấy, họ bảo là nó cũng là một cách khá là hiệu quả để mà đạt được một số cái mục tiêu về kinh doanh của một công ty. Đấy, ví dụ như là tận dụng những cái sự không hoàn hảo của thị trường chẳng hạn. Giả sử giữa hai nước khác nhau mà có một nước thì cái nhân công nó rất là rẻ, chi phí rất là rẻ, thì sẽ tận dụng được cái điểm có lợi đó chẳng hạn. Đấy. Hay là tìm cách tránh được những cái chính sách của chính phủ mà nó gây bất lợi cho công ty đang hoạt động ở trong nước mà có một số vấn đề về chính sách của chính phủ. Thế có thể là mở công ty con hoặc là mua một công ty khác ở nước ngoài để mà né nó đi. Đấy. Hay là có thể là với mục đích là để chuyển giao công nghệ giữa hai nơi ấy. Thế ví dụ có công ty ở nước ngoài có công nghệ này mà mình muốn lấy nó về cái công ty của mình, hoặc là ngược lại là mình muốn đưa công nghệ ở nước mình sang để mà thực hiện kinh doanh ở nước ngoài. Đấy. Xong rồi là đem lại những cái sản phẩm mà có sự khác biệt cao để khác biệt hóa các cái dòng sản phẩm của mình đi. Đấy. Và cuối cùng thì là để hay là phục vụ được những khách hàng ở nước ngoài quốc tế, để thay vì việc là chỉ có những cung cấp hàng hóa dịch vụ ở trong nước thôi. Đấy, thì trong tất cả những cái khái niệm họ liệt kê ra ở đây ấy, thì mình nghĩ là có hai thứ tương đối quan trọng mà sẽ được nhắc tới thêm ở những phần sau của bài này. Đấy, thứ nhất thì là khái niệm synergy này, đấy là giá trị cộng hưởng, và thứ hai ấy, đấy là cái lợi ích của một cái giao dịch M&A là để làm tăng lợi nhuận lên ấy. Đấy thì hai vấn đề này thì ở phần sau sẽ được nói kỹ hơn. Rồi, và bây giờ phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ đi luôn vào một trong hai vấn đề này luôn. Đấy là cái lợi ích là làm gia tăng lợi nhuận cho một công ty. Đấy, cái giao dịch M&A thì làm gia tăng lợi nhuận như thế nào? Thì phần đấy thì được giải thích thông qua một khái niệm gọi là bootstrapping earnings. Thì bootstrap effect hay còn gọi là bootstrapping earnings ấy, thì nói tới cái việc là cái giá trị, tức cái EPS của một công ty nó sẽ tăng lên sau khi một cái giao dịch M&A được thực hiện. Đấy, nhưng mà cái EPS nó tăng lên không phải bởi những cái lợi ích về mặt kinh tế của cái giao dịch đó. Đấy. Thì đấy là ý thứ nhất này. Ý thứ hai, họ giải thích kỹ hơn. Thì cái bootstrap effect nó xảy ra ấy, khi mà cái cổ phiếu của cái thằng acquirer, là cái thằng công ty thâu tóm, thì nó có price to earning ratio, cái PE ratio cao hơn là của cái thằng target. Đấy. Và sau cái giao dịch M&A ấy, thì cái PE ratio của thằng acquirer thì nó sẽ tăng lên, thì nó không giảm đi. Thì bây giờ nghe qua này thì cũng hơi khó hiểu một chút. Mình sẽ đi vào cái ví dụ này. Ví dụ số 1 là ví dụ về bootstrapping earnings. Thì đề bài là như sau nhá. Đây thì bây giờ giả định là có hai công ty chuẩn bị tham gia một cái giao dịch M&A. Công ty A là thằng acquirer. Đấy. Còn công ty T là thằng target. Đấy, thì có hai định nghĩa là công ty A này, công ty T này. Ngoài ra có công ty nữa là công ty A sao ở đây. Công ty A sao ấy là cái công ty mới sau khi mà A đã ghép vào với T. Đấy, tức cái A ở đây nó là cái A cũ ấy. Còn cái A sao này thì nó là cái thằng A mới sau khi mà đã mua cái thằng T. Đấy, xong rồi họ cho một cái bảng ở phía dưới. Thì cái bảng này thì liệt kê ra những cái thông tin về giá cổ phiếu hay là về lợi nhuận của hai công ty A và T ấy. Anh nên đi nhanh qua cái bảng này một chút nhá. Đấy, bây giờ họ cho các thông tin như sau này. Họ cho giá cổ phiếu này của công ty A trước nhá. Thì công ty A thì giá cổ phiếu là 100 đô cổ phiếu này. EPS thì là bằng 4 đô này. Price to earnings thì sẽ là bằng hai cái trên chia cho nhau đúng không? Là bằng 100 chia cho 4 là bằng 25. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thì họ cho sẵn là 100.000 này. Lợi nhuận là 400.000. Và cuối cùng thì lợi nhuận là 400.000 này thì có thể là đơn giản là lấy EPS là 4 nhân với cả số lượng cổ phiếu là 100.000 thì ra là 400.000. Cuối cùng thì là giá trị của equity
là 10 triệu. Thì 10 triệu này thì có thể lấy giá cổ phiếu là 100 đô nhân với cả số lượng cổ phiếu là 100 nghìn thì cũng ra là 10 triệu. Đấy, thì đấy là công ty A nhá. Công ty T họ cho những thông tin tương tự. Đấy, giá cổ phiếu là 50 đô này, EPS là 2,5 này. PE ratio là bằng 50 chia 2,5 là bằng 20. Số lượng cổ phiếu là 50.000. Lợi nhuận là bằng 125.000. Đấy, 125.000 là bằng 2,5 nhân với cả 50.000. Giá trị Fan Equity thì là bằng 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là bằng 50 đô là giá cổ phiếu nhân với cả 50.000 là số lượng cổ phiếu ấy. Đấy, thì tạm thời là quan tâm tới hai cột này thôi nhá. Còn cái cột của công ty A sao ấy thì đấy, thì tẹo nữa ở phần đáp án thì mình sẽ giải thích cái cột này. Đấy, thì bây giờ với thông tin như thế này ở cái bảng vừa rồi ấy, thì họ bảo là giải thích cái khái niệm bootstrapping là gì này. Để tính cái EPS của công ty A sao là công ty mới sau khi mà đã ghép vào với hai công ty kia. Đấy, thì bây giờ xem phần đáp án nhé. Thì bây giờ nếu như mà công ty A và một công ty T ấy, thì công ty A thì họ có thể là phát hành ra cổ phiếu để họ mua công ty T. Mà giá cổ phiếu công ty A là 100 đô. Mà cái giá trị của công ty T là 2 triệu rưỡi. Cho nên ý, là công ty A thì cần phải phát hành ra là bằng 2 triệu rưỡi chia cho 100 là bằng 25.000 cổ phiếu. Đấy, thế công ty A họ sẽ phát hành ra 25.000 cổ phiếu thì họ sẽ có đủ tiền để họ mua công ty T. Khi đó ấy, thì cái số lượng cổ phiếu của cái công ty A sao ấy là công ty mới đúng không? Nó sẽ là bằng cái số lượng cổ phiếu công ty A cũ là 100.000 này cộng với cả 25.000 là cái số lượng cổ phiếu cần phải phát hành thêm ra ấy. 100.000 cộng với cả 25.000 thì là bằng 125.000. Thì đấy nó là cái số lượng cổ phiếu của công ty mới. Tiếp theo nhá, thì mình sẽ tính cái EPS của công ty A sao. Đấy. Thì cái EPS này nó sẽ là bằng cái lợi nhuận của A sao. Lợi nhuận của A sao thì sẽ là bằng lợi nhuận của A cộng với cả lợi nhuận của T. Đấy, là 525.000. Xong mình lấy 525.000 mình chia cho số lượng cổ phiếu của A sao ấy là 125.000. Để 525 chia cho 125 thì ra là bằng 4,2. Thì ta so sánh cái giá trị 4,2 này với cả cái giá trị 4 là EPS cũ của cái công ty A ấy, thì ra là 4,2 thì nó lớn hơn là 4, thì nó lớn hơn là 0,2 đô. Đấy, thì cái này nó chính là thể hiện lên cái gọi là bootstrapping hay còn gọi là bootstrap effect ấy. Là nó khiến cho là cái EPS của công ty A sao ấy, nó sẽ lớn hơn là EPS của công ty A. Đấy, và cái điều này nó chỉ xảy ra ấy, nếu như mà cái PE ratio của A này nó lớn hơn là cái PE ratio của T thôi. Đấy, chỉ khi mà đây cái điều kiện này nó đúng ấy thì nó mới khiến cho là cái EPS của công ty A nó tăng lên thành 4,2 được. Đấy, và họ có nêu ra một cái ví dụ để mà họ thể hiện điều đấy nhá. Cái họ giả sử này là cái giá cổ phiếu của công ty A ấy nó là bằng 80 thay vì 100. Thế mà thay vì cái này là 100 thì là 80. Khi đó thì cái PE ratio của công ty A ấy sẽ bằng 80 chia 4 là bằng 20. Đấy, mình lấy 80 này, mình chia sang 4 là EPS ấy, thì được cái PE là sẽ là bằng 20. Và cái 20 PE này ấy, nó sẽ bằng với cả cái PE ratio của công ty T. Rồi thì nếu mà như thế thì sao này? Khi đó ấy, thì cái số lượng cổ phiếu mà công ty A phải phát hành ra để mua T ấy, nó sẽ là bằng 31.250 thôi. Đấy, thì 31.250 nó sẽ là bằng 2 triệu rưỡi là giá trị của phần equity của công ty T nhá, chia cho giá cổ phiếu công ty A ấy, là 80. Đấy, lúc nãy thì mình lấy 2 triệu rưỡi chia cho 100 thì là bằng 25.000. Thì 25.000 là cái số lượng, là cái số lượng cổ phiếu cần phải phát hành ra nếu như mà là dùng cái thông tin
ở phía trên lúc nãy. Nhưng mà giờ nếu mà mình thay đổi đi, giá cổ phiếu chỉ là 80 thôi, thì khi đấy thì số lượng cổ phiếu cần phát hành ra là 31.250. Đấy, và khi đó thì cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành ấy, nó sẽ không phải là của công ty A sao, nó sẽ không phải là 125.000 nữa, nó sẽ phải là bằng 100.000 cộng với cả 31.250 sẽ bằng 131.250. Đấy, và khi đấy thì cái EPS ấy, nó sẽ phải là bằng 525.000 chia cho 131.250. Thì sẽ là bằng 4. Đấy, về cái này sẽ là bằng 4. Đấy, thì cái này thì hoàn toàn là có thể tự tính ra được nhá. Đấy, ở đây phần đáp án thì họ tính sẵn ra cho mình hết những thông tin này rồi. Đấy. Mà một khi mà cái EPS của công ty A sao mà bằng 4 ấy, có nghĩa là cái EPS của công ty A sao thì nó vẫn chính là bằng cái EPS của công ty A lúc trước ấy. Đấy, và khi đấy thì cái bootstrap effect nó không xảy ra. Đấy, và nó không xảy ra là bởi vì là lúc trước khi giao dịch xảy ra ấy, thì cái P ratio của A bằng với T. Đấy, chỉ khi nào cái P ratio của A lớn hơn T lúc ban đầu ấy, thì sau cái giao dịch đó ấy, thì nó mới khiến cho cái EPS của A tăng lên thôi. Đấy, và khi đấy thì cái bootstrap effect nó mới xảy ra ấy. Đấy, nên phần này thì quan trọng là mình nghĩ là mọi người chắc là phải nắm được cái lý thuyết ấy. Đấy, là biết được bootstrap effects hay là bootstrapping earnings là cái gì này. Đấy, xong rồi giả sử là nếu mà họ có cho số để mọi người tính ấy, đấy thì mọi người có thể tính được như là cái ví dụ mà mình vừa cho. Thế sang tới cái phần thứ ba của phần 2 La Mã này. Phần này thì nó cũng không quá là quan trọng nhá. Đấy, mình cũng thấy là chưa bao giờ là có câu hỏi hỏi vào cái phần này. Đấy, nhưng mà cũng có thể là bị họ sẽ hỏi vào, nên là cũng nên biết đấy, không nên bỏ qua. Thì phần 3 này thì sẽ nói về cái mối quan hệ giữa những cái giao dịch M&A với cả cái chu kỳ kinh doanh của một ngành ấy. Đấy, thế cụ thể ở đây thì họ sẽ chia một cái chu kỳ của một ngành ra làm 5 giai đoạn. Đấy, giai đoạn thứ nhất thì gọi là embryonic, là cái giai đoạn gọi là nó còn trong phôi ấy, mới bắt đầu thành lập, mới phát triển ấy. Giai đoạn thứ hai thì là growth, là tăng trưởng này. Giai đoạn thứ ba thì gọi là check out. Thì check out thì cái này dịch ra tiếng Việt hơi khó một chút, thì mọi người có thể hiểu ấy, là cái giai đoạn check out là cái giai đoạn mà cái tốc độ tăng trưởng nó bắt đầu giảm đi, chậm đi này. Đấy, và ở giai đoạn này thì có nhiều công ty nó bắt đầu rơi rụng ra khỏi thị trường ấy. Đấy, không thể theo kịp được với các công ty khác ấy. Đấy, sau giai đoạn này thì cũng có nhiều những cái giao dịch M&A được thể xảy ra. Cái dạng thứ tư thì là mature, là cái giai đoạn trưởng thành. Đấy, và đến giai đoạn cuối cùng là decline, cái giai đoạn đi xuống. Đấy, thì cái bảng này họ sẽ nêu ra là trong năm cái giai đoạn này thì cái động cơ của những cái giao dịch M&A ở mỗi giai đoạn là gì. Đấy, và những cái giao dịch M&A nào nó thường xảy ra ở mỗi cái giai đoạn này. Đấy, thì bảng này chỉ cần biết qua qua thôi nhá, họ không giải thích quá là kỹ. Thế bây giờ thì xem cái giai đoạn đầu tiên là embryonic. Đấy, giai đoạn này thì cái động cơ cho cái giao dịch M&A là thứ nhất là để mua một công ty khác về để tham gia vào một cái ngành mới mà có tiềm năng tăng trưởng cao ấy. Đấy, và động cơ thứ hai là để gom lại những cái tài nguyên về vốn cũng như là về quản lý. Thế ở giai đoạn thứ nhất này thì có hai cái loại M&A nó thường được thực hiện, đấy là conglomerate với cả horizontal. Giai đoạn thứ hai thì là growth. Cái động cơ chính của cái giao dịch M&A ở giai đoạn này là để mở rộng cái quy mô của công ty. Đấy. Và để mà mở rộng quy mô ấy thì dẫn tới cái việc là cái giao dịch M&A thường thực hiện nó sẽ là conglomerate với cả horizontal. Đấy. Thì đây là hai cái loại M&A mà nó có cái tác dụng là để là gia tăng quy mô, capacity hay là size của một công ty. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn check out. Ở giai đoạn này thì cái động cơ của những giao dịch M&A đấy là để đạt được economies of scale này, để xong rồi cắt giảm chi phí, cải thiện cái việc vận hành cho nó hiệu quả hơn ấy.
Và ở dạng thứ ba này thì hai cái loại M&A thường được xảy ra, đấy là horizontal với cả vertical. Giai đoạn thứ tư thì là mature. Giai đoạn này thì có hai động cơ chính, đấy là thứ nhất là cũng giống với giai đoạn trước là đạt được cái economies of scale này, đấy, thứ hai là để cải thiện cái bộ máy quản lý cũng như là để cung cấp một cái nền móng tài chính vững chắc hơn ấy, cho công ty ấy. Đấy. Và ở giai đoạn này thì những cái giao dịch M&A sẽ thường là horizontal. Đến cái giai đoạn cuối là decline. Đấy, khi ở đây thì nó có đủ các cái động cơ khác nhau ấy. Đấy, hoặc là để đảm bảo là cái công ty nó tiếp tục sống sót này, hoạt động tiếp này. Đấy, hoặc là cải thiện cái sự hiệu quả hay là cải thiện lợi nhuận để tận dụng những cái giá trị cộng hưởng nếu có. Đấy, và hoặc là mua những cái công ty ở những cái ngành nó vẫn còn non trẻ, vẫn còn mới. Đấy, và bởi vì là ở giai đoạn gọi là đi xuống này rồi thì nó có rất nhiều những cái động cơ khác nhau như thế này. Đấy, nên là sẽ có cả ba cái M&A là đều có thể xảy ra ấy, là horizontal này, vertical với cả conglomerate. Thế bây giờ thì cái bản này thì mình nghĩ là cũng không thực sự là quá là đơn giản để mà nhớ ấy. Thì để mà nhớ được cái bảng này thì mình nghĩ là có thể là phân cái bảng này ra làm 3 giai đoạn thôi. Đấy, cái giai đoạn đầu tiên là 1 với 2 ấy. Đấy, 2 giai đoạn. Thì cái giai đoạn số 1 này nhá, thì sẽ gồm là conglomerate với cả horizontal. Đấy, cái giai đoạn lớn thứ 2 ấy là gồm cái thứ 3 và thứ 4. Thì nó sẽ gồm horizontal với cả vertical. Đấy. Còn cái giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 3 thì nó là gồm cả 3 ấy. Thì cái logic ở đây đấy là ở giai đoạn 1 và 2 ấy, lúc đấy thì nó vẫn còn bắt đầu hoặc là đang tăng trưởng nhanh nên nó muốn mở rộng quy mô ra, nên là nó sẽ dùng, họ sẽ dùng những cái dạng M&A là conglomerate và horizontal. Đấy, đến cái thứ giai đoạn tiếp theo ấy, là thứ 3 và thứ 4 ấy. Đấy, thì bây giờ thì quan trọng là cải thiện vận hành để đạt economy of scale, nên là ngoài horizontal ra thì họ còn thực hiện cả vertical M&A nữa. Đến cái giai đoạn cuối cùng thì đấy thì có nhiều nguyên nhân khác nhau ấy, nó dẫn tới cái việc là cả ba cái hoạt động M&A nó đều có thể xảy ra ấy. Thế có thể một người chia ra như vậy thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Đấy, nhưng mà dù gì đi nữa nhá, thì cái bảng này mình nghĩ là không quá là quan trọng đâu. Thế làm bài tập thì chắc nó cũng chẳng bao giờ thấy câu hỏi và hỏi vào cái này ấy. Thế là nhớ được thì tốt nhá, còn nếu mà không thì mình nghĩ là không quá là cần thiết ấy. Nó sang đến phần ba la mã. Phần này thì nói tới ba cái đặc điểm quan trọng cần phải nắm được liên quan tới những cái giao dịch M&A. Thì phần này mình sẽ đi qua ba đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất ý, là về cái hình thái của cái giao dịch. Đấy, có nghĩa là nếu mà cái thằng acquirer nó mua thằng target ý, thì nó sẽ mua cái hình thức nào? Đấy là mua cổ phiếu hay là mua tài sản ý. Đấy, thì đây là cái đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là mình sẽ xem là thế thì cái thằng acquirer nó thanh toán cho thằng target bằng cái gì? Nó trả bằng tiền mặt hay là trả bằng cổ phiếu hay là trả bằng một cái, bằng cả hai cái kia. Đấy, cái đặc điểm thứ ba là cái thái độ của cái bên quản lý của thằng target là công ty mục tiêu ấy. Cái công ty mục tiêu thì cái bên quản lý của họ ấy có thể là đồng tình, là theo kiểu là friendly, hoặc là không đồng tình, phản đối với cái giao dịch M&A đấy, thì họ là hostile. Thì mà đi qua từng đặc điểm một nhá. Cái đặc điểm thứ nhất này, đấy là cái hình thái của cái giao dịch đó là mua cổ phiếu hay là mua tài sản. Thì mình sẽ đi qua hai khái niệm này để phân biệt là hai cái khác nhau như thế nào ấy. Thì thứ nhất là đặc điểm đầu tiên là về cái cách thanh toán này. Nếu là mua cổ phiếu ấy, thì cái thằng acquirer nó sẽ bỏ tiền ra để nó mua cổ phiếu từ tay cái bọn cổ đông của thằng target. Đấy, thì cái bọn target shareholders sẽ nhận được tiền và bù lại thì sẽ phải bán lại cổ phiếu cho cái thằng acquirer. Đấy, còn nếu như mà mua tài sản ấy, thì cái thằng acquirer nó sẽ bỏ tiền ra, nó trả cho cái công ty để mua tài sản thay vì việc là trả trực tiếp cho cái bọn cổ đông
của công ty đó. Thì đấy là cái sự khác biệt về cách thanh toán. Cái đặc điểm thứ hai cái bảng này là approval. Nếu mà là mua cổ phiếu thì rõ ràng là sẽ phải được sự đồng thuận của cổ đông ấy. Đấy. Còn nếu mà mua tài sản ấy, thì có những cái trường hợp không cần thiết là phải có sự đồng thuận của các cổ đông. Đấy. Ví dụ như là nếu như mà chỉ mua một cái số lượng tài sản ít thôi, tầm 30-40% thôi chẳng hạn, thì có thể không nhất thiết là phải có sự đồng ý của các cổ đông. Đấy. Nhưng một khi mà mua một cái lượng tài sản đủ nhiều ấy, trên 50% thì là phần lớn rồi. Đấy, thì khi đấy thì có thể là sẽ phải có cái sự chấp thuận của các cổ đông thì công ty mới có thể bán tài sản đi được. Thứ ba là về liabilities, là những cái khoản nợ hay là những cái nghĩa vụ. Thì ở cái trường hợp mua cổ phiếu ấy, thì cái thằng acquirer nó sẽ phải chịu luôn những cái khoản nợ của cái thằng target. Đấy, tại vì nếu mà là mua cổ phiếu thì coi như là cái thằng target nó là cái một phần của thằng acquirer rồi ấy. Nên cái thằng target mà nó nợ cái gì thì thằng acquirer cũng sẽ phải chịu những khoản nợ như vậy. Đấy, còn khi mà mua tài sản thôi thì thằng acquirer thì thường là sẽ không phải chịu, không liên quan gì tới cái thằng tới cả những cái khoản nợ của thằng target. Thứ tư là về mức độ phức tạp, complexity. Đấy, thì nếu mà là mua cổ phiếu thì thường là sẽ đơn giản, sẽ không phức tạp. Thế sẽ không cần thiết là phải có những sự thay đổi về những cái giấy tờ liên quan đến pháp lý với cái tài sản của cái thằng target mà họ mua ấy. Đấy. Nhưng nếu mà là mua tài sản thì nó thường sẽ phức tạp hơn. Đấy. Thì bây giờ sẽ phải thay đổi những cái hợp đồng về tài sản, cái cam kết có liên quan đến các tài sản ấy, để mà chuyển đổi cái quyền sở hữu sẽ là một bên khác. Đấy, nó sẽ phức tạp hơn. Cuối cùng là về mặt pháp luật. Thì nếu mà là mua cổ phiếu ấy, thì thường là sẽ phải chịu một cái sự quản lý chặt hơn của pháp luật. Thì bên đây là chuyển giao quyền kiểm soát đi. Còn nếu mà là mua tài sản thì đấy, thường là nó sẽ không bị pháp luật can thiệp vào. Thì cái bảng này họ chỉ nêu ra một vài những cái điểm khác biệt chính giữa hai cái hình thức giao dịch như thế này thôi. Đấy, hoặc là mua cổ phiếu hoặc là mua tài sản đi. Nhưng cái này thì mọi người nắm được những ý liệt kê ở cái bảng này là được nhá. Để nếu mà muốn biết kỹ hơn thì có thể đọc thêm ở trong sách. Đặc điểm thứ hai là về cách thức thanh toán ấy. Đấy, thì ở đây thì một cái giao dịch sáp nhập ấy, thì có thể là được trả bằng tiền này, thì được gọi là cash offering này, hoặc là trả bằng cổ phiếu thì được gọi là stock offering. Đấy, hoặc là trả bởi cả hai cái kia, có là trả một phần là bằng tiền, một phần là bằng cổ phiếu ấy, thì sẽ được gọi là mixed offering. Đấy, thì bây giờ dưới với ba cái phương thức thanh toán như thế này thì liệu là nó có giống nhau hay không ấy? Nó khác nhau ở cái gì ấy? Thì sẽ có một số những cái yếu tố quan trọng mà tác động tới việc là hai bên party ấy, là thằng acquirer và thằng target ấy, là nó muốn thanh toán theo kiểu gì. Đấy. Thì mình sẽ có ba yếu tố quan trọng như sau cần phải cân nhắc. Yếu tố thứ nhất ấy, đấy là cái sự phân phối về rủi ro cũng như là lợi ích giữa cái công ty thâu tóm là acquirer và cái cổ đông của công ty mục tiêu ấy, là target shareholders. Đấy, thì có thể hiểu đơn giản như sau nhé, là ở cái hình thức là mua bằng cổ phiếu ấy, stock offering ấy, là thằng acquirer là nó sẽ trả tiền bằng chính cái cổ phiếu của thằng acquirer. Đấy, thì nếu như mà là theo kiểu stock offering ấy, thì cái cổ đông của cái công ty mục tiêu ấy, thì họ sẽ được hưởng cổ phiếu của cái công ty thâu tóm, đúng không? Và điều đấy có nghĩa là sau này khi mà cái giao dịch M&A nó được hoàn thành ấy, thì cái giao dịch đấy nó có đem lại giá trị hay không ấy, là cái bọn cổ đông của cái công ty mục tiêu nó cũng sẽ được hưởng. Thế là sẽ được hưởng một phần rủi ro và lợi nhuận của cái giao dịch đó. Còn nếu như mà là trả bằng tiền ấy, thì bây giờ là cái bọn cổ đông của công ty mục tiêu là nhận tiền xong là thôi, là cũng chẳng dính dáng gì nữa ấy.
Đấy, thì khi đó thì sẽ không được hưởng những cái lợi ích và rủi ro đến từ cái giao dịch đó. Là bây giờ thì mình sẽ quan tâm tới cái view của hai bên ấy. Nếu như mà cái công ty thâu tóm là cái acquirer ấy, nó mà tự tin về cái giao dịch M&A đấy, để tự tin là cái giao dịch đấy nó sẽ được hoàn thành và sẽ đem lại giá trị, thì khi đấy là cái thằng acquirer nó sẽ muốn là trả bằng cash, tại vì nó sẽ không muốn chia sẻ những cái điều tốt đẹp cho cái bọn cổ đông của cái thằng target. Khi mà ngược lại là nếu như mà cái bọn cổ đông của cái bọn target ấy, mà nó lại cũng tự tin vào cái tương lai của cái giao dịch đó và cái giá trị sẽ đem lại ấy, thì khi đấy thì cái bọn cổ đông của cái thằng target nó lại muốn là được nhận stock về ấy, để mà được hưởng những cái lợi ích đó trong tương lai ấy. Thế thì đây là cái yếu tố đầu tiên nhá. Yếu tố thứ hai đấy là về cái sự tương quan về giá cổ phiếu của hai công ty. Thế là cụ thể là như thế này này, là nếu bây giờ cái thằng acquirer ấy, mà nó nghĩ là cổ phiếu của nó là overvalue so với thằng target ấy, thì thằng acquirer nó sẽ muốn trả bằng stock. Tại vì là nếu như mà nó nghĩ là stock của nó bị overvalue, có là stock của nó giá nó đang cao hơn bình thường đúng không? Thế mà giá đang cao hơn bình thường thì tốt nhất là nên dùng cái stock đấy để mà mua cái thằng target thì sẽ có lợi hơn ấy. Nên là cái việc mà còn ngược lại, giả sử là bây giờ thì cái thằng acquirer thì nó lại nghĩ là cổ phiếu của nó là bị undervalued so với cái thằng target. Thế khi đấy thì cái thằng acquirer nó sẽ muốn là trả bằng cash, chứ nó không muốn trả bằng cổ phiếu của chính nó. Và đến cái yếu tố thứ ba, đấy là cái sự thay đổi của cấu trúc vốn khi mà thực hiện những cái giao dịch M&A như thế này. Thì bây giờ thì mình sẽ là góc nhìn của thằng acquirer nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lại cân nhắc là thế thì trả bằng stock hay là bằng cash. Đấy, nếu mà trả bằng cash chẳng hạn, đấy, mà lại phải đi vay tiền để mà mua cái công ty target ấy, thì rõ ràng là sẽ khiến cho cái financial leverage, là đòn bẩy tài chính nó tăng lên ý, là khiến cho cái rủi ro của cái thằng acquirer nó tăng lên. Đấy. Còn nếu như mà lựa chọn cái phương án thứ hai là trả bằng stock ấy, có nghĩa là cái thằng acquirer nó sẽ phải phát hành thêm ra cổ phiếu để mà nó mua cái thằng target, thì cái việc phát hành thêm ra cổ phiếu ấy, nó sẽ có một cái điểm bất lợi là nó làm loãng đi cổ phần của những cái cổ đông hiện tại của thằng acquirer ấy. Đấy, nên là kể cả là trả bằng stock hay là bằng cash ấy, thì nó cũng gây ra những cái sự thay đổi tương ứng về cấu trúc vốn của thằng acquirer, nên đây cũng là một cái vấn đề mà cần phải cân nhắc. Bên đây cái đặc điểm thứ ba của cái giao dịch M&A, đấy là cái mindset hay là cái thái độ của bọn target management. Đấy, thì lúc đấy mình có nói rồi là nó có hai kiểu ấy, là friendly với cả hostile. Đấy, friendly transaction ấy là những cái giao dịch mà được bọn quản lý của thằng target là nó ủng hộ, đồng tình. Đấy, và nếu như mà là cái giao dịch friendly thì cái thằng acquirer nó sẽ có như là tiếp cận trực tiếp với cái bọn management của thằng target luôn. Đấy, bởi vì cái thằng management này thì là nó đồng thuận rồi, thế nên là có thể là trực tiếp đàm phán với cái bọn management được. Đấy, còn là kiểu thứ hai thì là hostile. Đấy, hostile thì là cái bọn quản lý của thằng target ấy, là nó không đồng tình, để nó phản đối cái giao dịch này. Đấy, và một khi mà đã phản đối thì sẽ phải tìm cách khác, tìm cách gián tiếp nào đấy khác. Đấy, thì như cách gián tiếp mà các thằng acquirer có thể thực hiện được ấy, thì nó gồm ba thứ như sau. Cái thứ nhất thì gọi là bear hug. Bear hug ở đây là nói tới cái việc là các thằng acquirer nó sẽ coi như là nó đàm phán trực tiếp với cái hội đồng quản trị của cái thằng target, chứ nó bỏ qua cái bọn management là bọn quản lý, để nó skip luôn bọn quản lý, nó đề xuất trực tiếp với cả hội đồng quản trị. Thì nếu như mà cái bear hug mà nó cũng không thành công ấy, thì lại có hai cách khác. Cách đầu tiên thì gọi là tender offer. Cái tender offer thì level 1 cũng có nói qua rồi, là nó từ cái việc là thằng acquirer nó sẽ đưa ra những cái đề nghị là nó mua lại cổ phiếu của các cổ đông của thằng target ấy. Đấy. Thì một khi mà đã mua được một cái số lượng cổ phiếu đủ lớn của những cái cổ đông hiện tại của cái thằng target rồi,
thì cái thằng acquirer nó sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn ý. Nó sẽ có cái quyền kiểm soát ý. Thì khi đấy thì nó sẽ thay thế cái hội đồng quản trị và nó sẽ chuyển cái giao dịch đấy từ hostile sang thành là friendly. Và cái một cái cách khác, nếu như mà cái backup nó không thành công ý, đấy là proxy fight. Thì proxy fight thì thay vì việc là cái thằng acquirer nó tìm cách mua một lượng cổ phiếu lớn của thằng target, thì bây giờ cái thằng acquirer ấy, nó sẽ chỉ tìm cách là thuyết phục các cổ đông của thằng target để mà bầu lên một cái hội đồng quản trị mới. Mà cái hội đồng quản trị mới này là do thằng acquirer nó đề xuất ra đấy. Đấy, thì một khi mà hội đồng quản trị mới mà nó đã được chọn để thay thế cái hội đồng quản trị cũ ấy, thì cái hội đồng quản trị mới đó rõ ràng là nó sẽ ủng hộ cho cái giao dịch của thằng acquirer, và cái giao dịch đó nó cũng từ hostile chuyển thành friendly. Nên phần này thì đấy mình nghĩ là quan trọng là mọi người biết được cái khái niệm như là bear là cái gì này, hay là tender offer, hay là proxy fight. Tại trong ba khái niệm này thì chỉ cái bear nó là một khái niệm mới thôi, còn tender offer với cả proxy fight thì cũng đã được học ở level 1 rồi. Đấy, mặc dù là level 1 họ nói rất là ngắn gọn, rất là qua loa thôi, nhưng mà cũng đã có được từng được giới thiệu rồi. Thì vậy là xong phần 3 La Mã nhá. Đấy, phần này thì mình nghĩ là để quan trọng là mình biết được một số những thứ như sau. Về cái hình thái của giao dịch ý, là mua bằng cổ phiếu hay là mua tài sản ý. Cho mua cổ phiếu của thằng target hay là mua tài sản của target ý. Đấy, thì một cần phải nắm được đấy là cái sự khác biệt giữa hai cái hình thức này. Đấy, như kiểu là nhưng là nó khác nhau như thế nào về mức độ phức tạp này, về sự đồng thuận của cổ đông này, về những cái khoản nợ của thằng target là ai phải chịu này. Xong rồi về cái phương thức thanh toán thì có ba kiểu ý, là cash, là stock hay là một cái mixed offer ý. Thì cũng cần biết là thế thì những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng tới cái quyết định của hai bên, ảnh hưởng tới cái việc là hai bên party thì muốn trả một cái gì. Cuối cùng là cái phần mindset thì nó friendly và hostile. Đấy, có một vài khái niệm mới như kiểu là bear hug thì mình cần phải biết thôi. Tôi sang đến phần 4 La Mã này. Phần 4 La Mã thì nói tới những cái cơ chế phòng vệ gọi là takeover defense mechanisms. Thì ở đây thì có thể hiểu là nếu như mà cái bên quản lý của thằng target mà không đồng tình, không ủng hộ cái giao dịch M&A đấy, thì họ sẽ có thể là cần phải dựa vào một số cái cơ chế nhất định để họ phòng vệ, bảo vệ công ty đấy khỏi bị thâu tóm bởi một công ty khác ấy. Đấy, thì bây giờ thì những cái cơ chế phòng vệ này nó sẽ có hai kiểu. Kiểu thứ nhất đấy là pre-offer mechanisms, và kiểu thứ hai thì được gọi là post-offer mechanisms. Đấy, thì pre-offer ấy, có thể hiểu là đây là những cơ chế mà được đặt ra trước khi mà thằng acquirer nó đưa ra đề nghị cho thằng target. Còn post-offer mechanisms là những cơ chế nó được thực hiện khi mà sau khi mà cái thằng acquirer nó đã đề nghị rồi. Đấy, thì lúc đấy thì cái thằng target nó phải xử lý như thế nào? Đấy, một cái là trước là pre, một cái là sau thì là post. Đấy, thì phần này họ sẽ liệt kê ra đủ các cái loại cơ chế phòng vệ khác nhau. Đấy, thì mục tiêu của mọi người ở đây nhá, đấy là mình chỉ cần nắm được định nghĩa là đủ. Đấy, họ đưa ra một khái niệm nào đấy, ví dụ như kiểu là poison pills là cái gì, hay là poison pot là cái gì, vân vân. Đấy, thì mọi người biết được là nó là cái gì. Đấy, thế thôi. Còn cụ thể những cái cơ chế này nó hoạt động ra sao ấy, thì nó khá là phức tạp. Đấy, và trong sách họ không hề đi sâu vào, họ không giải thích quá là kỹ lưỡng đâu. Đấy, em chỉ cần nắm qua được khái niệm là đủ dùng rồi. Đấy, giờ thì mình sẽ đi qua từng khái niệm một nhá. Cái cơ chế đầu tiên ở phần pre-offer ấy, đấy là poison pills. Thì poison pill ấy, nó là cái điều khoản cho phép cổ đông của thằng target được phép mua cổ phiếu của chính thằng target hoặc là mua cổ phiếu của thằng acquirer với một cái giá rất là thấp ý, so với giá thị trường ý. Đấy, sẽ nhận được một khoản discount rất là lớn nếu như mà thực hiện cái quyền này. Đấy, thì mọi người lưu ý một chút này, thế thì cái này có nghĩa là sao ấy? Thì
quay lại cái định nghĩa này một lần nữa này, tức là poison pill ấy, nó có hai kiểu, đấy là flip in hoặc là flip over. Đấy thì flip in có nghĩa là nó sẽ cho phép là cổ đông của bọn target được mua thêm cổ phiếu của chính thằng target với cái giá rất là thấp. Còn flip over ấy, thì cái pill nó lại cho phép cổ đông của thằng target mua thêm cổ phiếu của thằng acquirer, đấy, nhưng mà cũng với một cái giá rất là thấp. Đấy thì có thể người ta thắc mắc là thế thì tại sao lại được phép như vậy? Tại sao cái quyền này là cái quyền của cái thằng target nhưng mà lại có thể là cho phép mua cổ phiếu của thằng acquirer ấy? Thì nghe có vẻ nó không hợp lý cho lắm ý. Thế cái này thì trong sách nó không giải thích rõ đâu, nhưng mà có thể hiểu chung chung đấy là thường những cái poison pill này nó sẽ được trigger, sẽ có hiệu lực khi mà có một cái sẽ có tiềm năng là một cái M&A có thể xảy ra. Để có nghĩa là nếu như mà một cái thằng acquirer nào đấy mà nó muốn mua lại cái thằng target chẳng hạn, thì trong cái điều lệ của cái thằng target nó sẽ có cái điều khoản này để cho phép là cái cổ đông hiện tại của thằng target được phép mua thêm cổ phiếu của thằng acquirer với một cái giá nào đó ấy. Thế mà dù cái poison pill này nó có phải là flip in, nó có là thuộc dạng là flip in hay là flip over đi nữa nhá, thì cái mục tiêu của poison pill ấy, nó sẽ đạt được cái mục tiêu đấy là làm loãng cái cổ phần của thằng acquirer đi. Đấy. Và cái việc làm loãng cổ phần của thằng acquirer đi thì nó cũng sẽ đóng vai trò là nó khiến cho cái giao dịch M&A này nó trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt của thằng acquirer ấy. Thì đây là khái niệm đầu tiên. Đấy thì ở đây thì quan trọng là người biết được là cái poison pill thì là cái quyền cho phép cổ đông của thằng target mua thêm cổ phiếu với giá discount. Đấy thì nếu mà là mua thêm cổ phiếu của chính thằng target thì nó gọi là flip in pills. Còn nếu mà là mua thêm cổ phiếu của thằng acquirer ấy, thì nó là flip over pills. Đấy chỉ cần biết như vậy thôi là được nhá. Đấy, và cái mục tiêu của cái pill này đấy là tạo ra dilution, khiến cho cổ phần nó loãng đi để nó kém hấp dẫn hơn ấy. Cái khái niệm thứ hai đấy là poison puts. Chạy trên đây cơ chế phòng vệ thứ hai, poison puts là những cái điều khoản mà cho phép cái bọn chủ nợ của thằng target được phép là bán lại những cái khoản nợ hay là những cái bond của họ cho chính thằng target với một cái giá nhất định được đặt ra từ trước. Đấy, và cái giá đặt ra từ trước này thì thường là sẽ bằng hoặc là cao hơn cái mệnh giá của những khoản nợ đó. Đấy, thì mục tiêu của poison put ấy, đấy là bây giờ khi mà cái thằng acquirer mà nó mua cái thằng target thì cái thằng target tự dưng là sẽ phải trả một cái khoản nợ rất là lớn ấy, với giá tương đối là cao ấy, là cao hơn cái mệnh giá ấy. Đấy. Và điều đấy có nghĩa là một khi mà thằng acquirer mà nó mua cái thằng target về rồi ấy, thì nó sẽ phải tìm cách xoay ra tiền để mà nó trả cái khoản nợ này. Đấy. Và điều đấy thì nó cũng khiến cho là cái giao dịch đấy nó cũng kém hấp dẫn hơn trong mắt của thằng acquirer. Cái cơ chế thứ ba đấy là đây, tên hơi dài dòng một chút, là incorporation in a jurisdiction with restricted takeover laws. Cái này thì nói tới cái việc là một công ty họ sẽ chọn trụ sở hoặc là họ chọn hoạt động ở một nơi, ở một bang nào đấy mà những cái luật về thâu tóm thì nó chặt chẽ hơn ý. Đấy. Thì có thể hiểu đơn giản đấy là nếu mà chọn những cái bang, những cái vùng như thế này thì cái thằng target nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là bảo vệ quyền lợi của nó ý. Để khi mà các công ty khác đã tìm cách thâu tóm, sẽ tìm cái sự pháp luật và tìm cái sự bảo vệ của pháp luật. Cái cơ chế thứ tư thì được gọi là sacred box of directors. Khái niệm này thì có học lên vào một rồi. Để nếu mà cái hội đồng quản trị mà nó có cái cấu trúc gọi là sacred box, có nghĩa là hàng năm thì sẽ chỉ có một phần của cái hội đồng quản trị là được bầu lại thôi. Đấy, và một phần này thì thường là 1/3 ấy. Chắc cứ mỗi một năm thì sẽ chỉ có tầm 1/3 cái hội đồng quản trị là được bầu lại. Đấy, thì điều này nó dẫn tới cái việc là để mà thay thế được toàn bộ cái hội đồng quản trị, hoặc là nếu mà không thay thế toàn bộ mà chỉ là thay thế phần lớn thôi thì cũng phải mất khá là nhiều thời gian ấy.
cũng phải mất vài năm ấy. Đấy. Và điều này nó khiến cho cái thằng acquirer nó gặp khó khăn hơn trong cái việc là chiếm quyền kiểm soát của thằng target. Đến cái cơ chế thứ năm thì là restricted voting rights. Thì đây nó là một cơ chế mà của một công ty là của thằng target ấy, là giới hạn là những cái cổ đông nào mà gần đây mua một cái số lượng cổ phiếu rất là lớn ấy, thì không được phép là thực hiện cái quyền bỏ phiếu của họ. Đấy, mà có thể là cần phải chờ một quãng thời gian nhất định ấy, sau đấy rồi mới được phép bỏ phiếu ấy. Đấy thì cái những cái cơ chế như này thì mục tiêu cũng là để ngăn cản thằng acquirer thôi, là nếu thằng acquirer mà nó vừa mới mua một lượng cổ phần rất là lớn chẳng hạn thì nó cũng chưa thể thực hiện cái quyền bỏ phiếu ngay lập tức ấy. Cơ chế thứ sáu thì được gọi là supermajority voting provisions. Thì cái này có nghĩa là có phải bình thường khi mà có những cái vấn đề cần phải bỏ phiếu trong một công ty ấy, thì họ sẽ chỉ cần là majority, có nghĩa là cần đa số cổ đông chấp nhận thông qua thì là ok. Nhưng bây giờ họ có cái cơ chế supermajority voting này, có nghĩa là những cái giao dịch M&A thì cần phải có một cái số lượng đồng thuận lớn hơn là bình thường. Đấy, thì mà thay vì là cứ trên 50% đồng ý là được thì giờ phải là trên 80% đồng ý thì cái giao dịch M&A là mới được thông qua. Đấy. Thì những cái điều khoản như thế này nó khiến cho cái nỗ lực của cái thằng acquirer nó sẽ nên là khó khăn hơn. Cái cơ chế thứ bảy thì được gọi là fair price amendments. Thì fair price amendments thì nói tới những cái sự thay đổi ở trong điều lệ của một công ty mà sẽ ngăn cản những cái giao dịch M&A và cái giá offer của thằng acquirer đưa ra ấy, thì nó thấp hơn là một cái mốc nào đấy. Ví dụ nhá, giả sử là họ có thể đề ra là nếu mà một thằng acquirer mà nó đưa ra một cái đề nghị mua ấy, thì cái giá mua nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng cái giá cổ phiếu cao nhất của cái công ty target trong năm vừa rồi. Đấy, sẽ có một cái mốc, một cái threshold được đặt ra ấy. Đấy, có thể đấy, như mình vừa ví dụ, đấy là cái giá trị cao nhất của cổ phiếu của công ty đó trong một năm vừa qua. Thế là bây giờ thì nếu mà một thằng acquirer nào đấy mà đưa ra offer ấy, thì ít nhất là phải đạt được cái điều kiện đó thì mới chấp nhận đi. Đến cái cơ chế thứ 8 thì gọi là golden parachute. Cái golden parachute thì nói tới những cái cam kết bồi thường cho những cái thằng quản lý cấp cao ấy. Có nghĩa là cụ thể là những cái thằng quản lý cấp cao của thằng target ấy, thì sẽ nhận được một cái khoản bồi thường tương đối là lớn nếu như mà họ chấp nhận là rời khỏi công ty đó khi mà công ty đó bị mất quyền kiểm soát ấy. Đấy. Có nghĩa là nếu mà có một cái thằng acquirer nào đấy nó mua lại, nó chiếm quyền kiểm soát thằng target mà cái bọn quản lý của thằng target mà nó lại rời đi thì nó sẽ nhận được một khoản tiền đền bù rất là lớn. Đấy thì ở đây họ cũng có nêu nêu ra một cái nhận xét, đấy là thường thì cái cơ chế là golden parachute này thì nó cũng không tác động gì mấy tới thằng acquirer. Đấy, tại vì thằng acquirer một khi mà nó đã chịu mua thằng target ấy, thì cái việc là trả những khoản tiền thưởng, à những cái khoản tiền bồi thường này cho cái bọn quản lý cũ ấy thì nó cũng chẳng thấm vào đâu ấy, nó cũng chẳng ngại cái điều đấy. Đấy, mà cái mục tiêu chính của cái cơ chế là golden parachute này đấy là để coi như là để bù đắp lại cho cái bọn quản lý cũ thôi. Đấy là nếu như mà cái công ty hiện tại mà bị thay đổi quyền kiểm soát, thằng khác lên nắm quyền sở hữu ấy, thì cái bọn quản lý mà nó bị mất việc chẳng hạn, nó bị thay thế chẳng hạn thì nó sẽ nhận được khoản tiền ấy. Thế là xong được 8 cái cơ chế phòng vệ mà là pre-offer. Giờ thì sẽ đến những cái cơ chế phòng vệ của cái nhóm thứ hai gọi là post-offer, có nghĩa là sau khi mà thằng acquirer nó đã đưa ra một cái đề nghị mua rồi. Đấy, đã xảy ra rồi thì bây giờ muốn chống lại thì phải làm thế nào? Sẽ có cái phần pre offer là những cái cơ chế mình đặt ra từ trước để nếu mà có cái offer mà nó được thực hiện, nó được đề xuất ra ấy,
thì đấy, những cái cơ chế này nó sẽ đi vào hiệu lực, nó có hiệu lực ấy. Còn post offer thì là sau khi mà nhận được offer rồi thì đấy, thì có những cách nào để mà đối phó. Thì cái cơ chế đầu tiên thì được gọi là just say no. Just say no thì dễ hiểu đúng không? Có nghĩa là cái bên quản lý của thằng target là sẽ đơn giản là từ chối cái lời đề nghị của thằng acquirer. Hoặc là nếu mà không trực tiếp từ chối được thì sẽ tìm cách thuyết phục hội đồng quản trị hoặc là thuyết phục các cổ đông ấy để mà từ chối. Cái cơ chế thứ hai là litigation. Litigation ở đây có nghĩa là đi kiện ấy. Đấy, kiện cái thằng acquirer, bảo là thằng acquirer nó vi phạm một số những cái điều luật về chứng khoán hay là những cái luật về cạnh tranh hay là chống độc quyền ấy. Cơ chế thứ ba là greenmail. Đấy, greenmail thì là một cái thỏa thuận giữa thằng target và thằng acquirer để cho phép là thằng target được phép mua lại cổ phiếu của chính nó từ thằng acquirer. Đấy, nhưng mà nếu mà là mua lại từ tay thằng acquirer ấy, thì thường là sẽ phải ở cái giá cao hơn là cái giá thị trường. Để có thể hiểu là đây là chuộc lại cổ phiếu của chính mình để cho cái thằng acquirer nó không nắm được quyền kiểm soát ấy. Để mà chấp nhận là trả cái giá cao để mà chuộc lại. Cơ chế thứ tư thì là share repurchase. Cái này thì đơn giản thôi. Có nghĩa là thằng target nó sẽ ra ngoài thị trường để mà nó mua lại cổ phiếu của chính nó ấy. Thì cái việc mà mua lại cổ phiếu của chính họ ở ngoài thị trường ấy, thì có một cái mục đích ấy, đấy là đẩy cái giá cổ phiếu của họ cao lên. Đấy, nó coi như là cạnh tranh trực tiếp với cả chính thằng acquirer. Thế với thằng acquirer nó cũng đang muốn mua cổ phiếu của thằng target. Đấy, thì bây giờ thì hai thằng cùng mua thì nó sẽ đẩy cái giá lên cao hơn ấy. Và nó khiến cho là cái thằng acquirer nó gặp khó khăn hơn. Đấy, ngoài ra thì cái việc mua lại cổ phiếu này nó cũng sẽ đem lại cái lợi ích cho cái bọn cổ đông hiện hữu của cái thằng target ấy. Đấy, là đẩy giá cổ phiếu tăng lên đúng không? Thì kể cả là cái thằng acquirer sau này nó có thành công trong cái giao dịch M&A đi nữa ấy, nó có mua lại được cái thằng target đi nữa ấy, thì cái bọn cổ đông cũ của thằng target nó cũng được đền bù với một cái giá đủ cao ấy. Đấy, ngoài ra nhá, thì ngoài cái việc là nó khiến cho cái thằng acquirer nó gặp khó khăn hơn trong việc mua thằng target để bị đẩy giá cổ phiếu cao lên ấy, thì nó có một cái tác dụng phụ nữa là nó khiến cho cái mức độ leverage của thằng target nó cũng tăng lên. Đấy, thì mọi người biết rồi, đấy là khi mà mua lại cổ phiếu ấy, thì cash nó sẽ giảm đi và phần equity cũng giảm đi. Thì cái này học ở bài số 16. Cho nên là nó khiến cho cái đòn bẩy tài chính nó lớn lên, nó khiến cho cái thằng target nó rủi ro hơn ấy. Và rủi ro hơn thì có thể là nó cũng khiến cho cái thằng target là nó kém hấp dẫn hơn trong mắt thằng acquirer. Cơ chế số 5 thì là leverage recapitalization. Cái này nó là một cái trường hợp đặc biệt hơn cái số 4 một chút thôi. Đấy, thì cái số 5 này thì cũng là mua lại cổ phiếu của chính nó, nhưng mà bây giờ ấy, là sẽ là đi phát hành ra, đi vay một cái khoản tiền rất là lớn và lấy cái khoản tiền nợ đấy để mà mua lại cổ phiếu. Đấy, thì mục tiêu của cái cơ chế thứ 5 này là cũng giống cái cơ chế thứ 4 thôi, là nó khiến cho là cái chi phí mà thằng acquirer bỏ ra nó sẽ phải bị đắt hơn ý. Và thằng acquirer nó sẽ có thể là nó sẽ phải chịu một cái mức độ leverage cao hơn nếu như mà nó mua lại cái thằng target. Đấy. Nhưng mà lưu ý ở đây nhá, là mặc dù là mua lại cổ phiếu bình thường ấy, là nó đã khiến cho tăng leverage lên rồi, nhưng mà nếu mà đi vay tiền để mà mua lại cổ phiếu ấy, thì cái mức độ leverage tăng lên nó càng cao ấy. Đấy, cái này thì cũng đã nói tới ở bài số 16 rồi nhá. Đến cơ chế số 6 thì gọi là crown jewel. Đấy, thì crown jewel defense thì nói tới cái việc là cái thằng target nó sẽ bán một cái bộ phận, một công ty con hoặc là cái tài sản của nó đi sang cho một bên thứ ba. Thì ý nghĩa của cái crown jewel này, cái từ crown jewel nó có nghĩa là viên ngọc quý,
Đấy, ở đây thì kiểu đơn giản là sẽ bán cái nguyên viên ngọc quý của mình đi. Và viên ngọc quý ở đây là nói tới những cái tài sản hoặc là những cái bộ phận mà quan trọng nhất với công ty đó, có giá trị cao nhất ý. Đấy thì bây giờ cái mục tiêu ấy, đấy là sẽ vứt bỏ cái thứ quan trọng nhất, có giá nhất của mình đi, để cho cái thằng acquirer là nó không muốn mua mình nữa ấy. Đấy, thì vứt bỏ đi thì bằng cách là bán cái phần quan trọng đấy đi sang sang một bên thứ ba, một bên khác thôi, để cho bản thân mình thì sẽ kém hấp dẫn hơn trong mắt thằng acquirer. Cơ chế số 7 thì là Pac-Man Defense. Để Pac-Man Defense thì tức là cái thằng target nó sẽ đưa ra một cái counter offer là đề nghị là sẽ mua ngược lại chính thằng acquirer. Thế thì cái này thì có thể là thực hiện giữa hai công ty là hai đối thủ cạnh tranh của nhau chẳng hạn. Thế một công ty này muốn mua công ty kia thì công ty kia lại counter lại bằng cái offer là mua lại công ty này, kiểu kiểu như vậy. Cơ chế số 8 thì gọi là White Knight Defense. Đấy, White Knight Defense thì nói tới cái việc là tìm một cái thằng White Knight, là cái thằng gọi là hiệp sĩ trắng ấy. Đấy, cái thằng White Knight ở đây sẽ là một cái bên thứ ba. Để tìm một cái thằng White Knight và thuyết phục cái thằng đấy là sẽ mua lại chính cái thằng target thay cho thằng acquirer ấy. Để nói là ví dụ nhá, giả sử là bây giờ cái thằng A là thằng acquirer, để thằng B là thằng target, và có một thằng C là cái thằng White Knight, là cái thằng third party. Đấy thì bây giờ thì thằng A nó đang định muốn mua lại thằng B, thì thằng B sẽ tìm một thằng C nào đấy để mà thằng C đấy nó mua lại thằng B, để thằng B nó không phải rơi vào tay thằng A ấy. Thì cái đấy nó là White Knight. Có một cái biến thể khác của White Knight Defense thì họ gọi là White Squire Defense. Đấy thì cái từ Knight chỉ mọi người biết rồi thì nó là vệ sĩ. Đấy, thì cái từ Squire này nó sẽ chỉ là cận vệ thôi, nó là một cái phiên bản thấp hơn ấy. Thì White Squire Defense thì bây giờ nhá, vẫn là có ba thằng A, B và C ấy. Thì bây giờ cái thằng C này nó sẽ đóng vai trò thấp hơn, tức nghĩa là thằng B nó sẽ chỉ cần thằng C là mua lại một cái phần mua lại một cái lượng cổ phần nhỏ nhưng mà vẫn đủ lớn để mà ngăn thằng A lại thôi. Có nghĩa là bây giờ cái việc thằng như thằng C nó chỉ cần mua lại tầm 20 đến 30% cổ phần của thằng B ấy, thì cũng đã là một cái lượng đủ lớn để mà block được thằng A rồi, để mà cái thằng A nó không có một cái lượng cổ phần đủ để mà chiếm được quyền kiểm soát của thằng B. Rồi thì bây giờ coi như xong được cái phần số 4 La Mã nhá. Chốt lại này, phần này thì có rất là nhiều khái niệm mới. Đấy, như cơ chế phòng vệ kể cả là pre offer hay là post offer, mỗi một nhóm thì cũng phải có đấy, một cái là gồm 8 cái này, một cái là gồm 9 cái. Đấy, thế là tổng cộng là có 17 cái khái niệm mà mọi người cần phải nhớ. Thế thì mục tiêu ở đây là những cái câu hỏi ở phần này thì họ sẽ đưa ra một cái cơ chế phòng vệ nào đấy ở trong đống này, thì mình cần phải trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất ý, đấy là cái cơ chế mà họ đưa ra ấy, nó là pre offer hay là post offer. Để cái đấy là một cái nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng mà cũng rất là quan trọng ấy, người phân biệt được nó là pre hay là post. Một cái câu trả một câu hỏi thứ hai mình cần phải trả lời được ý, đấy là thế thì cái định nghĩa của cái khái niệm đó là gì. Đấy, như họ đưa ra bất cứ một khái niệm nào trong cái đống 17 cái này, ví dụ như là green mail là cái gì chẳng hạn, hay là golden parachute là cái gì chẳng hạn. Đấy thì mới khoanh được cái đáp án, một cái mô tả chính xác. Đấy chỉ như vậy thôi chứ họ sẽ không hỏi kỹ vào từng cái một đâu. Đấy, bây giờ sang tới phần 5 La Mã nhá. Phần 5 La Mã thì nói tới những cái luật về coi như là về cạnh tranh chống độc quyền cũng như cái luật chứng khoán ấy. Cái phần này họ chỉ giới thiệu rất là qua loa thôi, không có gì quan trọng cả. Ý thứ nhất này, những cái luật về cạnh tranh ấy gọi là competition laws ấy. Đây cái luật mà sinh ra là để ngăn cản cái giao dịch M&A.
mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự cạnh tranh của các công ty ở trong một ngành hay trong một thị trường. Đấy. Thì chủ yếu ấy là họ sẽ tìm cách ngăn cản, là tránh cái việc là độc quyền có thể xảy ra, có là ngăn cái việc là không có công ty nào là chiếm một cái lượng thị phần quá là lớn, trở thành cái monopoly mà những công ty khác thì không thể cạnh tranh lại được. Thì đấy là về ý thứ nhất. Ý thứ hai là nói về những cái luật chứng khoán, là securities laws. Những cái luật này thì họ cũng không nói kỹ là nó gồm những cái gì đâu, họ chỉ nói qua qua thôi. Đại loại là mục tiêu của những cái luật chứng khoán này, cái thứ nhất là đảm bảo là đem lại được cái sự công bằng cho hai bên của những cái giao dịch M&A. Đấy, và thứ hai là để duy trì được cái lòng tin, cái sự tự tin của các nhà đầu tư và thị trường tài chính. Rồi, giờ thì mình sẽ sang tới cái phần thứ 6 La Mã này. Đấy, phần này thì là nói về cái việc định giá cái công ty mục tiêu ấy, là thằng target ấy. Thì cái việc định giá này nó rất là quan trọng cho cả hai bên, là bên acquirer với cả bên target. Đấy, đối với bên acquirer thì họ sẽ muốn biết là giờ họ mua lại cái công ty này thì họ sẽ phải trả một cái giá bao nhiêu là hợp lý. Đấy. Còn đối với cái bên target thì cũng tương tự, họ cũng muốn biết là chính họ đang có giá trị là bao nhiêu ấy, để mà họ xem là họ có chấp nhận cái offer của cái thằng acquirer hay không ấy. Đấy, cái việc định giá này là cái việc tương đối là quan trọng cho cả hai bên. Thì phần này thì sẽ có họ giới thiệu về ba phương pháp định giá này. Phương pháp thứ nhất thì được gọi là discounted cash flow analysis, đây là phương pháp DCF. Đấy, phương pháp này thì rất là quen thuộc từ level 1 rồi. Đấy, phương pháp DCF có nghĩa là mình sẽ tính cái giá trị hiện tại, là cái present value ấy, bằng cách là chiết khấu những cái dòng tiền ở trong tương lai trở về. Thì ở đây họ nói chung chung này, để xác định cái intrinsic value của một công ty ý, thì họ sẽ chiết khấu những cái free cash flow của công ty đó. Thì free cash flow thì ở level 1 mà mình có được học qua ấy, là nó có hai kiểu, đấy là FCFF, là free cash flow to the firm này, với cả FCFE, là free cash flow to equity. Đấy, thì phần này thì sang tới môn equity thì mọi người sẽ được học rất là kỹ, để sẽ có một riêng một reading chỉ dạy về việc định giá bằng SCFF và FCFE thôi. Đấy. Còn ở cái bài hôm nay, cái reading số 18 của môn này thì họ chỉ nhắc qua đến thôi nhá, họ sẽ không yêu cầu người phải tính toán ở môn này. Đấy. Trên riêng môn này thì cái phương pháp này có thể bỏ qua ấy. Mọi người chỉ cần biết là nó có tồn tại cái phương pháp như vậy, là chiết khấu dòng tiền về để ước tính giá trị thôi. Đấy, còn cụ thể như thế nào thì sang môn equity mới được học. Đấy, thì đấy là cái phương pháp đầu tiên. Hai phương pháp còn lại là hai phương pháp số 2 và số 3. Thì hai phương pháp này thì là có quan trọng nhá. Đấy, hai phương pháp này là sẽ có bài tập tính toán có liên quan. Thì những cái ví dụ về phần tính toán thì tẹo nữa thì mình sẽ cho mọi người đọc qua. Như mình muốn nói trước để mọi người biết, đấy là riêng cái phần 1 thì nó không quan trọng cho lắm, nhưng hai phương pháp còn lại thì nó có quan trọng và cần phải nắm rõ được là cái dạng bài tính toán thì làm như thế nào. Đấy, thì trước khi mà đi vào hai cái ví dụ tương ứng với cả hai cái phương pháp số 2 và số 3 ấy, thì giờ sẽ nói qua về hai khái niệm này một chút. Phương pháp thứ hai thì gọi là comparable company analysis. Thì phương pháp này là mình sẽ ước tính cái giá trị của một công ty dựa trên những cái chỉ số về định giá của những công ty khác tương tự. Đấy, tiếp theo ví dụ là mình là công ty, mình đang định giá công ty X, thì giờ mình sẽ tìm những cái công ty mà giống công ty X, chúng ta gọi là ba công ty là A, B và C. Đấy, những công ty này thì được gọi là những cái thằng comparable, là những công ty mà có đặc điểm giống với cả công ty X mà mình đang phân tích. Đấy, sau đó mình sẽ nhìn vào những cái chỉ số về định giá của ba thằng A, B và C ấy, để mà từ đó thì mình suy ngược lại ra là giá trị của X là bằng bao nhiêu. Còn phương pháp thứ ba thì được gọi là comparable transaction analysis.
Phương pháp này thì cũng gần giống cái phương pháp số 2, có nghĩa là cũng sẽ ước tính cái giá trị của một công ty dựa trên những cái thông tin của những cái công ty tương tự. Đấy. Nhưng mà nó khác ở một điểm ấy. Đấy là ở cái phương pháp thứ hai ấy, là họ dùng những cái thông tin nó gọi là valuation metrics, là những cái có thể hiểu là cái giá thị trường hiện tại, cái thông tin liên quan đến tháng giá thị trường hiện tại của những thằng comparable. Còn phương pháp thứ ba ấy, thì thay vì việc là dùng những cái thông tin hiện tại ấy, giá thị trường của những thằng comparable, thì họ lại sử dụng thông tin từ những cái giao dịch M&A gần đây vừa mới được thực hiện có liên quan tới những thằng comparable ấy. Khi mà để mà phân biệt rõ ràng hơn về hai cái phương pháp số 2 và số 3 ấy, thì mình sẽ đi vào hai cái ví dụ tương ứng. Đây, ví dụ số 2 trước này. Ví dụ số 2 thì là nói đến phương pháp số 2 ấy, là phương pháp Comparable Company Analysis. Khi vừa xem đề bài nhá, đấy họ bảo này, đấy là về mục tiêu của mình ấy, là xác định một cái fair takeover price cho một công ty tên là Mars. Đấy, thế bây giờ giả sử là mình đang muốn mua lại cái thằng Mars này, thì mình muốn xác định là cái giá takeover price để mình mua lại công ty này thì bao nhiêu là phù hợp. Đấy, và mình sẽ dùng phương pháp là comparable company analysis. Và ở dưới thì họ cho một số thông tin như sau để mình thực hiện phương pháp này nhá. Đầu tiên là cái bảng số 1 này. Như bảng số 1 thì sẽ có một số thông tin như sau. Mình sẽ có ba cái công ty mà giống như là công ty Mars ấy. Đấy là công ty 1 này, công ty 2, công ty 3. Để tương ứng họ sẽ cho các cái thông tin có liên quan về ba công ty này. Họ sẽ cho cái giá cổ phiếu hiện tại của ba công ty này này. Họ cho cái earnings per share này, cash flow per share, book value per share với cả sales per share. Thì lý do mà họ cho những cái thông tin này đấy là để mình sẽ tính được bốn cái chỉ số sau cho ba công ty này, để mình tính được cái price to earnings này, price to cash flow này, price to book value với cả price to sales. Đấy, thì những cái chỉ số này nó được gọi là những cái chỉ số định giá ấy, valuation ratios. Thì sang từ môn equity thì mình sẽ được học kỹ hơn về những cái chỉ số này. Đấy. Nhưng mà bởi vì là hiện tại thì mọi người học cái môn này trước là môn equity nên có thể là mọi người không quá là quen thuộc với cái này. Đấy thì cũng không sao nhá. Đấy. Ở đây thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy. Chốt lại là cái bảng số 1 là để mình tính ra được bốn cái ratio này, bốn cái multiple này cho ba công ty là 1, 2 và 3. Tiếp theo là sang cái bảng số 2. Bảng này thì họ sẽ cho thông tin về một số những cái giao dịch M&A gần đây mới được thực hiện cho những cái công ty mà cũng giống với cả cái công ty Mars của mình. Đấy, khi cái bảng số 2 này nhá, họ cho thông tin về 5 công ty là 5 cái thằng target khác nhau. Đấy, và họ cho thông tin về 5 thằng này, đấy là giá cổ phiếu của 5 thằng này trước khi thực hiện M&A này, và cái giá cổ phiếu của năm cái thằng này ở cái giao dịch M&A đấy. Đấy thì cái giao dịch M&A đấy thì có giá là bao nhiêu. Đến cái bảng số 3 thì là họ cho những cái thông tin của chính cái thằng Mars là cái thằng mình đang định giá. Đấy thì họ cho thông tin là họ cho earnings per share này, cash flow per share, book value per share với cả sales per share của chính cái thằng Mars. Và với thông tin ở ba bảng phía trên thì họ hỏi đấy là mình xác định một cái takeover price cho cái thằng Mars này. Đấy thì các bước làm là như sau nhá. Ở phần đáp án này, đấy, thì như mình nói phía trên đi, là mình sẽ phải tính được bốn cái valuation ratio dành cho ba cái công ty comparable ấy, là 1, 2 và 3 ấy. Thì tính cái này đơn giản thôi nhá. Ví dụ này, như ở đề bài ấy, cái price to earnings của thằng công ty 1 ấy, có phải là bằng 24 chia cho 1,45 chẳng hạn. Để price to cash flow thì sẽ là bằng 24 chia cho 2,32 này.
price to book value thì là bằng 24 chia cho 5,95. Price to sales là bằng 24 chia cho 15,3. Để coi là tất cả cái tính toán thì rất là đơn giản đi. Để khi mình vừa mới tính cho công ty 1 nhá. Để công ty 2 và công ty 3 cũng tính tương tự. Thì sẽ ra được cái bảng số 1 ở phần đáp án. Để sau khi mà tính ra được những cái chỉ số này cho cả ba công ty rồi thì mình sẽ có một cái cột cuối cùng là cái cột min. Cột này nó là cái giá trị trung bình của những cái chỉ số kia của ba công ty. Ví dụ cái min price to earnings của ba công ty là 16,66 này. Cái min price to cash flow thì là 8,47. Cái min price to book value là 3,07. Và cái min price to sale thì là bằng 1,69. Thì cái cột thứ tư này là trung bình cộng của ba cột trước đi. Bước sang cái bảng thứ hai phần đáp án nhá. Đấy, cái bảng này thì mình sẽ bắt đầu với cả những cái chỉ số của chính thằng Mars. Đây, những chỉ số này: earnings per share, cash flow per share, book value per share và sales per share. Thì bốn chỉ số này nó chính là từ cái bảng số 3 ở phần đề bài. Mình lấy cái bốn cái chỉ số này mình đưa xuống phía dưới này. Đấy. Sau rồi mình sẽ nhân nó với cả những cái chỉ số min multiple mà mình vừa mới tính được ở phía trên ấy. Đây là cái đống này thì sẽ được đưa vào đây. Đấy, thì từ đó thì mình sẽ ước tính được cái giá cổ phiếu của cái công ty Mars ấy, dựa trên bốn chỉ số là earnings, cash flow, book value và sales. Đấy, đấy là 34,16 này, là nếu như mà tính theo price to earnings. 32,37 nếu như mà tính theo price to cash flow. 41,98 nếu như mà tính theo price to book value. Và là 30,17 nếu như mà tính theo price to sale. Rồi mình tính trung bình cộng của bốn cái giá trị này là bốn cái giá cổ phiếu mà được tính theo bốn cách khác nhau ấy, thì sẽ ra được cái giá trung bình là 34,67. Đấy, tuy nhiên thì đến đây chưa phải là xong. Còn một cái bước tiếp theo nữa ấy, là mình sẽ phải xác định một cái giá trị gọi là takeover premium ở cái bảng số 3. Thì takeover premium ở đây thì nó là một khái niệm mà sang từ môn equity thì nó cũng sẽ được học kỹ và sâu hơn ý. Để con ở môn này thì sẽ giải thích qua thôi nhá. Thì cái takeover premium ý, nó thể hiện lên cái việc là khi mà một công ty A chẳng hạn mà muốn chiếm quyền kiểm soát, muốn mua lại công ty B ấy, thì cái giá mà công ty A bỏ ra để mua cổ phiếu của công ty B ấy, thường là sẽ phải cao hơn cái giá thị trường. Thì cái lý do đấy bởi vì là cái giá thị trường của các cổ phiếu ấy, là cái giá thị trường mà nó không đi kèm với quyền kiểm soát. Đấy, thế bây giờ nếu mà mình mà một nhà đầu tư thông thường đấy, mình mua cổ phiếu một công ty thì mình sẽ chỉ là một cổ đông thiểu số thôi, mình nắm giữ một cái lượng cổ phiếu rất là nhỏ thôi. Đấy, thì khi đấy thì cái giá cổ phiếu đó ấy, nó không phản ánh lên cái quyền kiểm soát, cái quyền control. Đấy, nhưng mà khi bờ ví dụ là đến một công ty A mà muốn mua lại công ty B thì họ sẽ phải mua một cái lượng cổ phiếu đủ lớn để có quyền kiểm soát. Đấy, và khi đó ấy, thì cái giá mà họ bỏ ra để họ mua cổ phiếu ấy, của công ty B ấy, sẽ phải cao hơn cái giá thị trường một chút. Và cái phần chênh lệch đó ấy, nó được gọi là cái phần takeover premium hay là cái phần control premium, là cái phần mà công ty A họ chấp nhận là họ trả cao hơn để mà họ có quyền kiểm soát đối với công ty B ấy. Đấy, thì bởi vì câu này, cái ví dụ này là họ đang yêu cầu mình là xác định một cái takeover price, là cái giá mua cái thằng Mars, nên là cái giá mua đấy nó sẽ phải thể hiện lên cái control premium hay là takeover premium. Đấy, thì mà để mà gọi là xác định được cái khoản premium này là bao nhiêu ấy, thì mình sẽ dựa vào cái bảng số 2 ở đề bài. Đấy, mà thấy ở đây là cái bảng số 2 này thì họ cho cái giá của 5 thằng target trước cái giao dịch M&A và ở cái thời điểm cái giao dịch M&A xảy ra. Để ví dụ cái thằng target số 1 thì là 92,45 là lúc trước này, lúc sau là 105 này. Thì suy ra là cái phần premium ấy, mình sẽ lấy cái chênh lệch của hai cái này thôi, nó sẽ là bằng 105 chia cho 92,45 và trừ đi 1.
Đấy, thì đấy là cách tính cái khoản takeover premium từ cái bảng số 2 ở đề bài. Đấy, thì bây giờ ở dưới đây họ tính đây. Cái target số 1 nhá, thì cái premium là 13,6%. Đấy, sẽ là bằng 105 chia cho 92,45 trừ 1. Đấy. Hay thằng số 2 là 18,9%, sẽ là bằng 42,5 chia cho 35,75 trừ đi 1. Đấy, thì từ đó mới tính ra được là có 5 cái takeover premium tương ứng với 5 cái giao dịch M&A của 5 cái thằng target ở đề bài sau ấy. Mình cũng tính cái giá trị trung bình cộng của 5 cái khoản premium này thì ra là 21,7%. Đấy, có lẽ mình có hai thông tin cần thiết để trả lời được câu này rồi. Thông tin thứ nhất ý, đấy là cái giá của thằng Mars trước khi xét tới cái takeover premium là 34,67. Và thứ hai là cái takeover premium là bằng 21,7%. Đấy, từ đấy thì mình kết hợp hai cái thông tin này vào, 34,67 nhân với cả 1 cộng 21,7%, thì sẽ ra được cái đáp án của bài này là 42,19 đô. Đấy, đây là cái giá mua của thằng Mars mà đã có phản ánh lên cái takeover premium. Đấy, và toàn bộ cái ví dụ số 2 này là cái ví dụ điển hình của cái phương pháp comparable company analysis. Đấy, và những cái câu hỏi của reading thì cũng có không ít câu là họ hỏi tính toán như thế này. Đấy, nên là cái quan trọng là mọi người nắm được là có những cái bước nào cần được thực hiện này, xong rồi nhớ là có một cái bước là thêm cái phần takeover premium ở lúc cuối cùng ấy. Đấy, thì lúc đấy mới ra được đáp án. Bước sang đến cái ví dụ cuối cùng của bài hôm nay nhá, đấy là ví dụ số 4 này. Đây ví dụ số 3 nhá, hơi nhầm một chút, ví dụ số 3 này. Ví dụ số 3 thì là nói tới cái phương pháp định giá thứ 3 ấy, là comparable transaction analysis. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đọc đề nhá, mình sẽ thấy là cái ví dụ số 3 nó rất là giống ví dụ số 2, nó chỉ khác đúng ở một bước duy nhất thôi. Đấy, thì về đọc đề này, giờ thì mình đang có mục tiêu là định giá một cái công ty tên là Jupiter này, để xác định cái takeover price cho thằng Jupiter này. Đấy, mình sẽ dùng cái phương pháp là comparable transaction analysis để mình xác định cái takeover price. Thì họ lại cho hai cái bảng thôi nhá. Thì ở bài trước ấy, ví dụ trước họ cho ba cái bảng, nhưng ví dụ này họ chỉ cho hai cái bảng thôi. Cái bảng thứ nhất của ví dụ này ấy, thì nó khá là giống cái bảng thứ nhất của ví dụ trên, nhưng nó khác ở một dòng duy nhất là cái dòng đầu tiên này. Mọi người thấy là cái dòng đầu tiên ở ví dụ số 2 là họ cho cái giá cổ phiếu hiện tại của ba công ty là 1, 2 và 3 đúng không? Thì cái giá cổ phiếu hiện tại này là nó không phản ánh lên cái takeover premium. Đấy. Và bởi thế cho nên là nếu như mà mình bắt đầu từ ba cái giá trị này rồi mình tính toán các kiểu mà ra được cái số là 34,67 thì cái số 34,67 này nó cũng không có phản ánh lên được cái takeover premium. Đấy. Và bởi vậy nên là mình mới còn phải có một cái bước cuối cùng là mình cộng thêm cái phần premium là 21,7% vào. Đấy. Nhưng mà sang đến cái ví dụ số 3 ấy, thì cái dòng đầu tiên họ cho ấy, nó là cái acquisition share price. Có nghĩa là ba cái công ty comparable mà về ví dụ này họ cho ấy, nó là ba công ty mà vừa mới thực hiện những cái giao dịch M&A xong, vừa mới được mua lại xong. Đấy. Và cái dòng đầu tiên ở cái bảng số 1 này nó là cái giá thực hiện của cái giao dịch đó. Đấy. Mà cái giá này thì nó có phản ánh lên cái takeover premium rồi. Và bởi vì là cái dòng đầu tiên này 42 này, 65,5 và 15,45 ấy, nó đã có phản ánh cái phần premium rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải có cái bước cuối cùng là cộng thêm cái phần trăm premium vào nữa. Đấy, thì đấy là chính là cái điểm khác biệt duy nhất của ví dụ số 3 và ví dụ số 2, cũng như đấy là cái điểm khác biệt duy nhất giữa hai phương pháp là comparable company analysis với cả comparable transaction analysis. Đấy, thì giờ mình sẽ làm nốt cái ví dụ này nhá. Đấy, bốn cái dòng dưới thì giống hệt nhau. Đấy, cũng đây là earnings per share này, cash flow per share, book value per share và sales per share.
bốn dòng này thì nó giống như là cái ví dụ số 2 ở phía trên. Đấy, họ cho thông tin, cũng là bốn cái thông tin này của ba cái thằng comparable. Xong rồi cái bảng số 2 thì họ cho bốn cái thông tin của chính cái thằng Jupiter là cái thằng mình đang định giá. Đấy, và họ yêu cầu mình xác định một cái takeover price cho thằng Jupiter này. Đấy, khi bây giờ đáp án này, cái bảng số 1 của đáp án ấy, thì mình cũng sẽ tính bốn cái chỉ số là price to earnings, price to cash flow, price to book value và price to sale của ba thằng comparable. Đấy, sau mình tính trung bình cộng của ba cột này thì sẽ ra cái cột cuối cùng là cột min. Thì ra là bốn cái giá trị này: 15.26, 8.1, 3.5 với cả 2.27. Để lưu ý nhé là cái đồng giá trị này là nó có phản ánh takeover premium rồi. Để đến cái bảng thứ hai là cũng là cái bảng cuối cùng của phần đáp án, là mình sẽ lại bắt đầu với cả bốn cái thông tin của cái công ty mình đang định giá là Jupiter. Đấy, bốn thông tin này thì đề bài có cho rồi, thì mình sẽ lấy nó vào cái bảng số 2 này này. Đấy, xong mình sẽ nhân nó với cả bốn cái multiple mà mình vừa mới tính được cái bảng phía trên ấy, thì sẽ ra được là bốn cái takeover price: 37.39, 42.12, 37.57 và 56.26. Xong rồi tính trung bình cộng của bốn giá trị này thì sẽ ra được cái đáp án của bài này là 43.33. Đấy, và cái giá trị này thì nãy giờ cũng đã giải thích rồi đấy. Đấy là nó có đã có phản ánh lên cái takeover premium rồi. Thì thế là coi như là xong được cái ví dụ số 3 nhá. Đấy, chốt lại này là ở phần 6 la mã này là cái phần định giá cái công ty mục tiêu target company. Đấy, thì phương pháp số 1 thì không cần phải biết ở môn này. Đấy, sang môn equity thì sẽ học sau. Môn này sẽ không hỏi đến phương pháp số 1. Phương pháp số 2 và phương pháp số 3 thì tên gọi cũng rất là giống nhau. Đấy, một cái là comparable company analysis, một cái là comparable transaction analysis. Đấy, cách làm thì cũng khá là giống nhau, nó chỉ khác ở đúng một điểm là cái phương pháp số 2 là ở cái bước cuối cùng là phải cộng thêm cái phần premium vào, còn phương pháp số 3 thì ở cái bước cuối cùng là không cần phải cộng thêm cái khoản premium nào hết.